Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 1426, Trương sư, người quá ngắn hai. Thân thể ưng cần nhoáng một cái. Vừa rồi tốc độ đánh nhanh như vậy, làm sao đối phương bắt được. Căn bản chính là sự tình không thể nào a há. Nhưng đối phương căn bản không chờ hắn ngẫm nghĩ, trồi lông gà lần nữa đổ ập đập tới. Mặc dù chỉ là thân chúc, nhưng truyền vào chân khí của đối phương, đánh ở trên mặt còn đau hơn roi da chỉ mấy lần, liền ra chóc thịt bong, trên người cũng máu tươi chảy đầm đìa. Đáng giận, cầm trường thương trong tay, dưới tình huống đồng cấp, thế mà bị người dùng một cây trổi lông gà đánh mặt mũi chảy máu tươi, ưng cần cảm giác sắp điên rồi, hai tay tăng lực, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Hắn đã dùng hết toàn lực, ở lúc vận chuyển hết chân khí, lực lượng của đối phương lại biến mất. Xoạt, lần nữa khống chế không nổi, ưng cần liên tiếp lui về phía sau, còn không có dừng hẳn, chỉ thấy trương huyền chẳng biết lúc nào đi tới gần cầm trường thương trổi lông gà trong tay lại đập loạn ta sát ưng cần sắp muốn khóc hắn một đường trưởng thành đến hiện tại không biết luận võ bao nhiêu lần cùng vô số người chiến đấu qua nào có tỷ thí như vậy vừa ra thương liền chạy tới bắt lấy sau đó đập loạn dùng sức muốn rút về liền tán đi lực lượng để cho ta trọng tâm không ổn định sau đó lại xông lại không nên chơi người như vậy có thể tỉ thí bình thường hay không? Ah, càng nghĩ càng giận, ngược kìm nén một cơn lửa giận, như hỏa diễm thiêu đốt. Âm âm, chân khí áp chế ở trong cơ thể, rốt cuộc khống chế không nổi, bỗng nhiên giải khai ràng buộc, để tu vi của hắn lập tức đột phá. Audio điện tử võ tấn bền Quy nhất cảnh sơ kỳ, quy nhất cảnh trung kỳ, đạp hư cảnh đỉnh phong. Thời gian nháy mắt, liên giải phong tu vi áp chế khôi phục thực lực vốn có. Khôi phục thực lực, lần nữa nhìn về phía trương sư, chỉ thấy hắn đã thối lui ra xa mấy mét, trong tay cầm trổi lông gà, lạnh nhạt nhìn qua. Muốn nhận thua, nhận thua, không có khả năng, vừa rồi chiến đấu, ta phát hiện thực lực của ngươi, tuyệt không chỉ là kiều thiên cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Ta khôi phục thực lực đạp hư cảnh, có dám đánh với ta một trận không? Ưng ừ cần cắn răng, mới vừa rồi bị đánh mặt mũi bầm dập, làm sao có thể nhận thua như vậy lại nói đối phương dễ như trở bàn tay liền tóm lấy trường thương của hắn để hắn không tránh thoát được lực lượng tuyệt không phải kiều thiên cảnh đỉnh phong đã như vậy không áp chế nữa cũng không tính là khinh người cũng tốt trương huyền gật đầu vừa rồi bảo tên này thi triển toàn lực hắn lại muốn áp chế như vậy cũng được cũng có thể thí nghiệm thực lực của mình bắt đầu đi dù sao đối phương áp chế lực lượng hay không đối với hắn đều không sao cả, Trương Huyền cũng không để ý, vung trổi lông gà trong tay lên, chĩa sang. Trước không vội, nhìn thấy động tác của hắn, nhớ tới mới vừa rồi bị trà đạp thảm, ưng cần run run, cắn răng nói. Ta muốn tỉ thí thương pháp với ngươi, ngươi dùng trổi lông gà, quá mức ngắn nhỏ, thì triển chính là cận thân võ kỹ. Có thể dùng trường thương so với ta hay không? Vừa rồi đối phương bắt lấy trường thương của mình, sau đó cận thân quất loạn, căn bản không phải tỉ thí thương pháp, mà là cận thân công kích. Trường thương hơn 2 mét, đi tới địa phương không đủ 1 mét, tự nhiên bị hạn chế, không phát huy ra ưu thế, bị đối phương ngược đãi Không thể để cho hắn cầm vũ khí ngắn, nếu không, coi như khôi phục lực lượng, cũng khẳng định giống như vừa rồi, bị ngược rất thảm. Cận thân, trường thương. Làm sao không hiểu ý tứ của đối phương, Trương Huyền nhịn không được cười lên. Ý của ngươi là, Trổi lông gà của ta quá ngắn, muốn ta dùng vũ khí dáng dấp giống như ngươi chiến đấu. Không sai, ưng cần gật đầu. Cái này, cũng tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nhược Hoan. Ngươi giúp ta nối những trổi lông gà này vào một chỗ. Vâng, Nhược Hoan công tử nhẹ gật đầu, nhảy lên đài cao, dùng dây thừng bó buộc những trổi lông gà kia lại. Hắn cầm chừng mười mấy cây, kết nối lên, dài chừng hơn mười thước tựa như một thân cây ốm dài, trổi lông gà bó cùng một chỗ, vô số lông gà theo gió tung bay, tựa như dựng lên một cây cột cờ lập dị. Cái này đầy đủ dài chưa? Tiếp nhận trổi lông gà mới, Trương Huyền nhìn qua. Đương nhiên có thể. Mắt ưng cần sáng rực lên. Vừa rồi thương của hắn quá dài, đối phương cận thân không thi triển được, mới bị đánh thảm như vậy. Hiện tại trổi lông gà làm dài như thế, chừng hơn 10 mét, một khi cận thân, người còn đánh thế nào? khẳng định sẽ bị hoàn ngược, báo thù sỉ nhục vừa rồi. Lần này thua nữa, không thể không thừa nhận nha. Thấy hắn đáp ứng, Trương Huyền cũng cười cười, bàn tay lắc một cái, hơn 10 cây trổi lông gà hình thành, trường thương, bay phất phới. Đương nhiên sẽ không, có điều, người phải cẩn thận, ta sẽ không dễ dàng thua như thế. Thấy cây trường thương vượt ngang hơn 10 mét kia, chỉ cần đi vào phạm vi này, chẳng khác nào hết hiệu lực, mắt ưng cần sáng rực trường thương lắc một cái, phát ra tiếng gào thét. Bắt đầu đi, thấy hắn tự tin như thế, Trương Huyền cũng không nói thêm lời, trổi lông gà dựng thẳng lên, cắm vào mây trời, giống như một cây cột thu lôi, đồng thời tay trái khẽ vẫy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tới, ta để ngươi chạy trước 39 mét. chương 1427, chân chính thương pháp 1. Tiếp trước từng nhìn qua một hình ảnh, phía trên vẽ một tiểu nhân, cầm trong tay đại đao 40 mét, phách lối bá đạo, để đối thủ chạy trước 39 mét. Hiện tại Trương Huyền liền có loại cảm giác này. Hơn 10 cây trổi lông gà nối liền, chừng hơn 10 mét, như một cây cột cờ, trường thương của đối phương, giờ phút này ngắn nhỏ giống như gậy đẩy lửa. Vũ khí dài như thế, còn e ngại gì nữa? Vậy thì bắt đầu. Ưng ừ cần hí dài một tiếng, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, thẳng tắp sông về phía trước. Vũ khí của Trương Huyền dài như vậy, chỉ cần hắn đi vào phạm vi mười mấy thước, Chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Giống như mới vừa rồi đối phương dùng trổi lông gà đánh hắn, tên này còn không bị tùy ý xâm lược. Muốn vào, nào có dễ dàng như vậy. Nhìn tốc độ của hắn, làm sao không biết ý định của đối phương. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thi triển thiên đạo thân pháp, huyễn ảnh, lần nữa kéo ra khoảng cách hơn 10 mét, trổi lông gà trong tay lắc một cái, thẳng tắp đâm về phía trước. Hô, thân trúc dài mười mấy mét, không linh hoạt giống như trường thương cũng không nhanh chóng bằng đao kiếm nhưng chẳng biết tại sao lại chỉ tới con đường ưng cần không thể không trải qua nói cách khác ưng cần muốn cận thân căn bản không tránh né được thậm chí sẽ trực tiếp đụng vào đáng giận vẻ mặt của ưng cần khó coi thân thể xoay chuyển tránh thoát công kích của đối phương muốn từ địa phương khác đi vòng qua còn chưa đi xa chỉ thấy thân chúc điểm qua lần nữa lần này tốc độ càng nhanh nhắm ngay một huyệt vị của hắn để hắn không thể không phòng. A à, nhảy về phía sau né tránh công kích, ưng cần lại nhắm một bên khác phóng đi. Chân khí của cường giả đạp hư cảnh đỉnh phong bộc phát, để tốc độ của hắn nhanh như du long. Nhưng tốc độ của hắn nhanh, thân chúc của đối phương càng nhanh. Mỗi lần hắn muốn đi vào đều bị nhẹ nhàng điểm ra, thật giống như đối phương có thể sớm dự đoán phương hướng hắn muốn tiến công, muốn đi đường tắt vậy. Tuy thân trúc dài nhưng phòng ngựa nước chảy không lọt căn bản là không có cách đột phá. Cái này, đám người nhược hoan công tử đều nuốt ngụm nước bọt, từng người trợn to hai mắt. Bọn họ vốn cho rằng ưng cần không áp chế tu vi, trương sư khẳng định rất khó đối kháng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cây trổi lông gà biến thành thân trúc, ép tới đối phương ngay cả cận thân cũng làm không được, chỉ có thể ở ngoài mười mấy mét quanh quẩn. Như vậy coi như không thắng, chỉ ít cũng đã rơi vào thế bất bại. Các người có phát hiện không, cái này không quá giống chiến đấu khiếp sợ chỉ chốc lát trong đám người không biết ai nói ra đúng vậy la tuyền nhíu mày suy nghĩ một chút nhịn không được nói giống như là khỉ làm siếc ta cảm thấy rất giống nhược hoan công tử cũng gật đầu mọi người đồng thời gật đầu trong mắt bọn hắn ưng cần mới vừa rồi còn khí thế như rồng giờ phút này giống như con khỉ bị chơi đùa trương huyền đứng tại chỗ không nhúc nhích cầm thân chúc tiện tay chỉ liền nhảy một cái, sau đó lại xoay quanh lao vào trong. Nhưng còn không có sông vào, thân trúc lại điểm qua, lần nữa nhảy lên. Như thế lặp đi lặp lại. Giống như hầu tử ở trên đường bị người trêu đùa. Lấy thiên tài nổi danh năm thứ tư, làm con khỉ đùa nghịch. Trương sư cũng quá lợi hại đi. Nhất là trước đó, đám người la tuyền, nhược hoan công tử một mực coi hắn là đối tượng so sánh, giờ phút này tất cả đều nuốt nước bọt, nói không ra lời. Loại thực lực này, để bọn hắn tu luyện 10 năm cũng không có cách nào so. Đáng giận, người dưới đại ý thức được điểm ấy, ưng cần cũng hiểu được, tức giận đến muốn cắn vỡ răng. Vốn cho rằng, đối phương tay cầm binh khí dài, chỉ cần bản thân cận thân, khẳng định thắng dễ dàng, làm sao cũng không nghĩ tới. Mỗi một lần trường thương của đối phương xuất kích, đều sẽ đâm vào địa phương hắn không thể không phòng. Nói cách khác, căn bản không có cách tới gần. Thương của hắn chỉ hơn 2 mét, đối phương mười mấy mét, đánh như thế nào? Không phải cầm binh khí ngắn được tiện nghi sao? Làm sao lần này đối phương dài như vậy, ta một chút lợi lộc cũng không kiếm được. Tiếp tục nữa, không những không cách nào chiến thắng, còn bị người cười chết. Nghe được dưới đài nghị luận sôi nổi, vẻ mặt ưng cần ngâm đen. Không đột phá mười mấy thước khoảng cách, liền không đả thương được đối phương, chớ nói chi là chiến đấu cũng không thể thật bị người làm con khỉ đùa nghịch a. À. Vũ khí của hắn là dùng thân trúc kết nối thành, chất lượng không tốt, ta liều mạng bị thương, khẳng định có thể đánh gãy. Hắn vừa chạy vừa suy tư. Tiếp tục đánh như vậy, không có cách nào chiến thắng, việc cấp bách là nghĩ biện pháp cận thân, mà biện pháp duy nhất là những thân trúc này không chắc chắn, thi triển lực lượng đạp hư cảnh, hoàn toàn có thể dùng chân khí quấy thành bụi phấn. Cứ làm như thế, cắn răng một cái, lại không để ý tới chuyện khác, chân khí tuôn ra bảo vệ trước ngực, hắn nhướng mày, lại không quản thân trúc của đối phương điểm tới, bỗng nhiên vào tới. Tạch tạch, tạch tạch, quả nhiên, thân trúc cùng hắn va chạm, lập tức bị chân khí cuồng bạo quấy thành bụi phấn. Thân trúc dài hơn 10 mét, chân khí không cách nào truyền tới, mà hắn lại là đạp hư cảnh đỉnh phong, phá vỡ thứ này, dễ như trở bàn tay. Nguy rồi, đây là chơi xấu, mọi người đều lo lắng. Trương sư sử dụng thân chúc nhường ngươi, ngươi lại không muốn mặt chấn vỡ, rõ ràng là đang chơi xấu. Đi tới gần, nhìn ngươi còn tránh né thế nào. Ưng cần đụng nát thân chúc, rít lên một tiếng, sơ trường thương trong tay lên, bỗng nhiên đâm về phía Trương Huyền. Hắn đột phá phòng ngự, đi tới phạm vi cận thân, trường thương liền có thể nhẹ nhóm phát huy ưu thế, mà vũ khí của đối phương đã vô dụng. Chương 1428, chân chính thương pháp 2 người cảm thấy vậy thì thắng. Thấy hắn hưng phấn như thế, Trương Huyền lắc đầu, đột nhiên bàn tay buông lỏng, thân trúc trong tay rơi trên mặt đất. Buông tay, ưng cần sướng sờ. Vũ khí là thứ trọng yếu nhất của tu luyện giả, nhất là ở thời điểm tỷ võ, một khi buông ra, chẳng khác nào rơi vào bị động, làm sao trực tiếp ném đi. Vũ khí, là thân thể kéo dài mà thôi, thương pháp, coi như không có thương, cũng có thể thi triển. Đang kỳ quái, liền nghe thanh niên phía trước cười nhạt một tiếng, thanh âm vang lên bên tai, ngay sau đó liền thấy Trương Huyền nhảy lên, trong nháy mắt cả người giống như biến thành một cây trường thương. Thương ý phô thiên cái địa cuốn tới, giờ khắc này, hắn chính là thương, thương chính là hắn, căn bản không phân rõ được. Cái này, cái này, đây là cảnh giới nhân thương hợp nhất. Con người co rụt lại, toàn thân ưng cần cứng ngắc. Trong truyền thuyết, lĩnh ngộ thương tâm đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể làm được nhân thương hợp nhất. Lúc này, coi như trong tay không thương, chỉ cần trong lòng thương bất diệt, đồng dạng có thể hóa thành thương ý lăng lệ, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Loại cảnh giới này, coi như tiết chân dương học trưởng cũng không làm được, làm sao người trước mắt này làm được. Thời gian không còn kịp để hắn ngẫm nghĩ, trương huyền hóa thành trường thương, thời gian nháy mắt đã tới gần, ngón tay biến hóa mũi thương, mang theo phong mang chói tai, điểm ở trên mũi thương của hắn. Âm ầm. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, toàn thân ưng cần chấn động, lập tức cảm thấy vô số thương ý xông vào trong cơ thể, để phòng ngự của hắn sụp đổ. Phốc, cuồng phun một ngụm máu tươi, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, thân thể bay ra ngoài. Lạch cạch. Bay ra khoảng cách mấy chục mét, từ trên đài cao ngã xuống, trường thương cũng bay không biết bao xa, đâm trên mặt đất. Phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ta thua nhìn xem Trương Huyền trên đài vẻ mặt lạnh nhạt, ưng cần siết chặt nắm đấm, vẻ mặt trắng bệch. Không nghĩ tới hắn không áp chế tu vi, phát huy tất cả thực lực, vẫn bị đối phương đánh tan. Loại thực lực này, coi như so với chân dương hội trưởng, chỉ sợ cũng không kém. Người biết mình thua ở chỗ nào không? Đang mất hết tinh thần, liền nghe thanh âm của Trương Huyền nhàn nhạt vang lên. Thua là thua, ta sẽ rời chân dương hội, đến làm người canh cổng, người không cần chê cười ưng cần cắn răng, giấy dụa đứng lên. Thân là người tu luyện thương pháp, phải cứng cỏi như thương. Đã sớm nói làm người giữ cửa, liền phải tuân thủ lời hứa, sẽ không chống chế. Chê cười. Trương Huyền lắc đầu. Ta chỉ là để cho ngươi biết, mặc dù thương pháp là kỹ nghệ có thể theo đuổi cả đời, nhưng không phải là chỉ trường thương trong tay ngươi. Có ý gì? Ưng cần sững sờ. Thương pháp là một loại kỹ nghệ, là một loại năng lực, là một loại đồ vật dụng tâm cảm ngộ, không phải là dùng thương mới có thể thi triển. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng nhìn qua. Thật giống như, người bị ta cận thân công kích, khi đó, chỉ cần ngươi buông bỏ ràng buộc, buông đi trường thương, lấy được, sẽ là thế giới hoàn toàn mới, đáng tiếc. Ngươi không làm, cho nên, ngươi thua. Ta, ưng cần ngẩn ngơ. Quả thực, mới vừa rồi đối phương bắt lấy trường thương của hắn, dùng chổi lông gà quất hắn, hắn hoàn toàn có thể buông tay, xem như tay không tất sắt không phát huy ra được thực lực nhưng chạy trốn vẫn vô tư sẽ không bị đối phương đánh mặt mũi bầm dập về sau ta dùng thân trúc dài chiến đấu với ngươi đột phá phòng vệ cận thân công kích là đúng nhưng ngươi quên ta tu luyện thương pháp đã không nhìn ngoại vật người cũng là thương thương cũng là người cho nên mới có thể ở trong nháy mắt buông thân trúc trực tiếp ra tay trương huyền nói tiếp cái này toàn thân ưng cần cứng ngắc đối phương nói không sai hắn ngày ngày luyện thương đã sớm xem thứ này là sinh mệnh do đó đối phương tới rằng co cũng không đành lòng buông tay bởi vì một khi buông tay cũng cảm giác mất đi sinh mệnh không thể chiến đấu tiếp không buông tay làm sao lĩnh mộ chân lý học được thương pháp cao thâm hơn trương huyền cười khanh khách nhìn qua buông tay chân lý ưng cần lẩm bẩm vẻ mặt hốt hoảng từ nhỏ luyện thương hắn sớm đã coi vũ khí này là một bộ phận của thân thể như cánh tay và con mắt để hắn từ bỏ cánh tay cùng con mắt làm sao có thể nhưng mới vừa rồi chiến đấu đối phương rõ ràng cho hắn bài học không buông tay chết buông tay giải thoát càng thêm linh hoạt càng thêm tự do có khả năng chiến thắng thương ở trong lòng trong lòng có thương mới thật sự là thương trong tay là một công cụ mà thôi thấy hắn như có lĩnh ngộ Trương Huyền tiếp tục nói. Trong lòng có thương, mới thật sự là thương. Cẩn thận phỏng đoán câu nói này, một lát sau, ưng cần phun ra một ngụm chọc khí, con mắt mở ra, ánh mắt trước đó đục ngầu, từ từ trở nên rõ ràng. Phù phù, ưng cần quỳ dạp xuống đất, cúi đầu, thái độ thành kính. Đa tạ chỉ điểm, ta nguyện ý bái trương sư làm thầy, cùng ngài học tập thương pháp. Trương 1429, Tiết chân Dương quyết tâm 1 đứng lên đi chỉ cần ngươi cố gắng làm việc cho học hội ta sẽ chỉ điểm trương huyền khoát tay áo huyền huyền hội vừa mới thành lập hắn không có khả năng ngày ngày ở đây trông coi vì phòng ngừa lão sinh khác làm loạn nhất định phải có người tỏa trấn ba cái này có thể áp chế tất cả tân sinh không ngóc đầu lên được lại là thiên tài năm thứ tư chính là người chọn lựa thích hợp nhất cho nên vừa đến liền đánh cược để bọn hắn lưu lại thật không phải cố ý nhục nhã đối phương mà là để bọn họ trông coi, học hội khác, thậm chí lão sinh khác muốn tới đây làm loạn, sợ rằng cũng phải cân nhắc một chút mới dám hành động. Vâng, ba người chúng ta trở về liền rời khỏi chân dương hội, gia nhập huyền huyền hội. Ưng ừ cần đứng dậy nói. Thanh niên trước mắt này, không chỉ đánh bại hắn trên thể xác, trên tinh thần cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đối phương cố ý dùng chổi lông gà biểu hiện ra cho hắn đạo lý thương pháp cũng không phải chỉ có thương mới có thể thi triển, được lợi rất nhiều. Mặc dù bây giờ không có thay đổi gì, tu vi cũng không có tăng trưởng, nhưng chỉ cần tu luyện thật tốt, cảm ngộ thật tốt, lý giải lời của đối thương, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng nhiều. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, đứng ở trên đài cao, nhìn bốn phía. Hội trưởng, hội trưởng. Hội trưởng, hội trưởng. Thấy hắn nhìn đến rất nhiều tân sinh dưới đài không biết ai hô một tiếng hội trưởng, lập tức, thanh âm hình thành hồng lưu, càng ngày càng vang, càng ngày càng rộng, tất cả mọi người hô lên, nhìn về phía thanh niên trên đài, cả đám lộ ra hưng phấn cùng sùng bái. Nếu như nói trước đó, còn có người hoài nghi, theo sau lưng trương sư, có thể chống đối những học sinh cũ kia không, hiện tại rốt cuộc biết. Khẳng định có thể, cao thủ đứng đầu nhất chân dương hội, thiên tài võ ký học viện, cũng bị nhẹ nhóm đánh bại, chỉ cần có hắn, còn có cái gì có thể sợ. Đây là hội trưởng của chúng ta, khẩu thuẫn của tân sinh chúng ta, có hắn, chúng ta liền không cần sợ hãi. Cảm nhận được ánh mắt chân thành của mọi người, Trương Huyền cũng có chút cảm động, nhưng vào lúc này, nhược hoan công tử đi lên phía trước, đưa tay ép xuống. Thanh âm an tĩnh lại. Danh sư học viện, tân sinh vừa tới, đều bị lão sinh áp bách, bị bọn họ bóc lột. Đây là vì bỏ đi tính cách tự đại, tự ngạo của tân sinh, để tân sinh biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Này vốn là một chuyện tốt, nhưng nương theo thời gian trôi qua, lão sinh càng ngày càng quá mức, càng ngày càng cao cao tại thượng, để chuyện này dần dần đã mất đi ý nghĩa. Thanh âm của Nhược Hoan công tử lang lãng, vang vọng toàn bộ khu tân sinh. Bọn họ buộc chúng ta tốn giá cao mua đồ vật của bọn họ, buộc chúng ta gia nhập học hội của bọn họ, thành công cụ để bọn họ phát tài cùng kiếm lấy học phần. Không đồng ý, liền đủ loại uy hiếp dựa vào đủ loại quan hệ để chúng ta không cách nào tồn tại tân sinh chúng ta chẳng lẽ muốn một ngực ngồi chờ chết tùy ý bóc lột sao không thể chúng ta không thể cũng không nguyện ý không nguyện ý người khác cưới lên đầu chúng ta không nguyện ý bị bọn họ áp chế trở thành khôi lối kiếm tiền phát tài không nguyện ý tôn nghiêm của chúng ta bị bọn họ đạp lên chúng ta là danh sư muốn đào lý cả vườn sư truyền thiên hạ không bị áp bách bị khi phụ nhưng lực lượng một người của chúng ta cực kỳ yếu ớt, thế nhưng tập hợp lực lượng chúng nhân liền có thể hội tụ thành uông dương đại hải. Cho nên, chúng ta muốn liên hợp. Trương Sư, vì có thể để cho rất nhiều bằng hữu tiến vào học viện, cam tâm bỏ ra điểm tích lũy mà bản thân kiếm lấy. Vì không cho mọi người bị lão sinh khi dễ, siêu tập tình báo, miễn phí cấp cho, càng vì mọi người ra tay đánh nhau, để học viên năm thứ tư cũng cam tâm tình nguyện lưu lại. Phần khí phách này, phần thực lực cùng khí độ này, đúng là tân sinh chúng ta cần thiết học tập. Do đó, ta tự nguyện gia nhập huyền huyền hội, trở thành một thành viên trong đó, nguyện ý nghe theo phân phó của hắn, một đường hướng về phía trước. Chư vị, ý như thế nào? Nhược hoan công tử nhìn quanh một vòng, thanh âm vang tận mây xanh. Có bằng lòng gia nhập hay không? Chúng ta nguyện ý. Chúng ta đều nguyện ý gia nhập huyền huyền hội. Ba vạn tân sinh đồng thời gào thét, thanh âm như muốn rung sụp kiến trúc chung quanh. Rất tốt, nếu tất cả mọi người đã đồng ý, như vậy từ bây giờ bắt đầu, Trương Sư Chính là huyền huyền hội hội trưởng, học hội thuộc về tân sinh chúng ta, chính thức thành lập. Nhược hoan công tử hô lên. Trước đó mặc dù nói huyền huyền hội, nhưng còn không chính thức xác định, chỉ là phần lớn người biết, mà bây giờ, mượn cơ hội này thành lập, làm cho tất cả mọi người đều biết, học hội lớn nhất học viện, không phải chân dương hội, càng không phải yêu Nhiệt hội mà là huyền huyền hội. Từ trương huyền, trương sư, vị tân sinh vừa tới học viện vẫn chưa tới năm ngày này, tạo thành siêu cấp học hội. Huyền huyền hội, huyền huyền hội, huyền huyền hội, huyền huyền hội. Thanh âm như nước thủy triều, mọi người mặt mũi kích động. Tân sinh gia nhập học hội của lão sinh, khẳng định sẽ bị áp bách, chỉ có gia nhập tổ chức của mình mới có thể học tập tốt hơn. Huống chi, vị trương sư này, nhân phẩm cao thượng, nghĩa bạc vân thiên, tựa như bạch ngọc, không tì vết chút nào. Không có quá nhiều do dự, tất cả mọi người đều đồng ý. Nếu tất cả mọi người đồng ý, hiện tại cho mời hội trưởng, nói vài câu với mọi người. Nhược hoan công tử cắt ngang mọi người hưng phấn, quay đầu nhìn lại. Ta, không nghĩ tới đến cuối cùng, vẫn bị bước làm hội trưởng, Trương Huyền đành phải tiến về phía trước một bước, nhìn quanh một vòng. Ta cũng không có gì có thể nói, chỉ có một câu, mặc dù chúng ta là tân sinh, nhưng không thể yếu hơn lão sinh. Lão sinh có thể làm được, chúng ta vì cái gì không thể? Người chỉ có tự cường, người khác mới có thể gọi là cường giả. Chính mình cũng không tôn trọng bản thân, ai sẽ tôn trọng ngươi? Cho nên, ta hy vọng tất cả mọi người của Huyền Huyền hội không nên chủ động trêu chọc người khác, nhưng người khác dám tới làm loạn, cũng không cần lùi bước. Được, để bọn hắn biết lợi hại. Chương 1430 Tiết Trân Dương quyết tâm khai. Tất cả mọi người sôi trào lên. Trước đó bị lão sinh áp bách, chịu không ít oan ức, hiện tại thành lập huyền huyền hội, khí phách như thế, để bọn hắn kích động không thôi. Nhìn một màn này ở trong mắt, đám người ưng cần, viên cương ở một bên, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, lần thứ nhất chân chính cảm thấy, gia nhập học hội này có lẽ không tính là sai lầm. Học hội khác, đều là ép buộc gia nhập, không ít hội viên đều ngoài hợp trong xa, mà hội này, đồng lòng nhất trí, có lẽ thật có thể đi ra con đường cùng thành tựu hoàn toàn không giống học hội khác. Bên này thành lập học hội, một bên khác, Tiết Chân Dương, Long Thương Nguyệt, Đồng Hân sắp đi tới khu Tân Sinh vực. Bọn họ từ chỗ Hồ Yêu yêu rời đi, liền tới nơi này, nhưng mà hai nơi cách hơi xa, còn chưa đi đến mà thôi. Hội trưởng, nhìn thấy từng dãy kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mắt, đang muốn thừa dịp đêm tối đi qua nhìn đám người ưng cần giáo huấn Tân Sinh thế nào chỉ thấy một bóng người gấp gáp lao đến đi tới trước mặt ngừng lại bên ưng cần kia thế nào tiết chân dương cười hỏi đúng là thuộc hạ hắn phái đi dò xét tin tức cái này bóng người trần chờ một chút ưng cần viên cương bạch diện đã bị trương sư đánh bại hoàn toàn thuyết phục rời khỏi chân dương hội gia nhập huyền huyền hội đánh bại rời khỏi chân dương hội tiết chân dương ngẩn ngơ trước khi đến hắn lời thề son sắt ưng cần khẳng định giáo huấn đối phương không có bất kỳ biện pháp nào nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là tin tức này vâng bóng người gật đầu xảy ra chuyện gì viên cương bạch diện yếu một ít ngược lại cũng thôi ưng cần là từng được ta chỉ điểm làm sao có thể thua tiết chân dương không thể tin vào tai của mình viên cương bạch diện ở trong năm thứ tư không tính là tài năng xuất chúng nhưng ưng cần là tồn tại đỉnh phong nhất năm thứ tư đi theo phía sau hắn thật nhiều năm, bản thân cũng không giữ lại chút nào truyền thụ thương ký Làm sao có thể thua một tân sinh mới vừa vào học? Đồng hân, Long Thương Nguyệt cũng nháy mắt, có chút bối rối. Mặc dù ưng cần không phải người của học hội bọn họ, nhưng làm nhân tài số một của chân dương hội, bọn hắn cũng nhận biết, cường giả đạp hư cảnh đỉnh phong, danh sư ngũ tinh thượng phẩm. Khiêu chiến võ kỹ, thế mà thua. Nghe lầm sao? Vừa rồi cảnh tỉ thí, ta đều ghi xuống, người xem thì biết. Biết khó mà giải thích, bóng người khẽ đảo cổ tay, một ngọc tinh ghi chép xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đưa tới. Tiết chân dương vội vàng tiếp nhận, truyền vào chân khí, thời gian nháy mắt, cảnh tỉ thí vừa rồi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tùy tiện chỉ điểm tân sinh bị thua, dễ dàng đánh bại bạch diện, viên cương. Dùng một cây chổi lông gà, đánh ưng cần không cách nào đánh trả nhìn thấy Ngọc Tinh xuất hiện nội dung, ba người đều sững sờ. Tùy tiện chỉ điểm một người, liền đánh bại học viên năm thứ tư. Loại năng lực này, xem như bọn họ cũng làm không được. Mặc dù hắn chỉ dùng một cây trổi lông gà, nhưng nhìn ra tất cả sơ hở trong thương pháp của ưng cần, phần nhãn lực này. Cần hiểu thương pháp bao sâu, mới có thể làm được. Ít hầu phát khô, thân thể tiết chân dương có chút run rẩy. Là cường giả dùng thương, hắn biết uy lực một kích kia của ưng cần, xem như hắn cũng phải tạm thời tránh né, không dám đón đỡ. Mà đối phương, không chỉ tiếp, còn dùng tay nắm lấy, giống như xoay người nhặt lên một hòn đá. Nói rõ đã xem thấu sơ hở cùng thiếu sót trong thương pháp, mới có thể tiến hành lợi dụng, làm được đơn giản như vậy. Đây là nhãn lực đáng sợ cỡ nào? Khó trách, hồ yêu yêu cũng thành học đồ của hắn, người này lý giải thương pháp, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Chân dương, người tới tỷ thí, có thể thắng được sao? Đồng Hân quay đầu nhìn lại. Ta, Tiết chân Dương siết chặt nắm đấm, thở ra một hơi, ánh mắt hơi dao động một chút, lập tức kiên định lần nữa. Hiện tại ta khả năng không cách nào vượt qua, có điều, chỉ cần tu luyện lạc diệp thương pháp tới đệ thập trọng, đánh bại hắn không khó. Đường đường danh sư, chân Dương hội hội trưởng, thiên tài nổi danh nhất phó ký học viện, tự nhiên không có khả năng tùy tiện bị hù sợ, ta nhớ được ba năm trước ngươi liền đạt tới đệ cửu trọng. Nếu như đệ thập trọng dễ dàng đạt tới, làm sao có thể bị khốn lâu như vậy? Đồng Hân lắc đầu, cũng không cảm thấy hắn có thể thành công. Yên tâm đi, ta đã lĩnh ngộ tinh túy của đệ thập trọng, chỉ kém một thời cơ đột phá. Trần chờ một chút, ánh mắt của Tiết chân Dương lộ ra vẻ kiên định, dường như có loại ý niệm không thể lay động. Bắt đầu từ ngày mai, ta rời học viện, đi chung quanh một chút, lĩnh ngộ nhân sinh muôn màu, xung kích đệ thập trọng. Không đột phá, liền không trở lại. Năm đó thương vương Lư Tân Thanh, Tu Vi đạt tới giảng buộc, liền từng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trải nghiệm nhất cử nhất động của người bình thường, từ đó một lần hành động sáng chế ra thập trọng lạc diệp thương, danh chấn thiên hạ. Hắn cũng muốn thử xem. Các ngươi yên tâm, đợi ta trở về, chính là thời điểm thương đâm trương huyền, cho hắn biết. Võ kỹ, ta mới thật sự là vương giả chương 1431, ngụy Trường Phong Nữ Nhi 1. Thành lập học hội, đủ loại điều lệ, quy tắc, thủ tục, thảo luận thương định hết, không sai biệt lắm trời cũng sắp sáng. Huyền huyền hội là học hội của tân sinh, không cần giao nạp hội phí cùng học phần, có điều, lại có một tổ chức cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần vận chuyển, có thể vì toàn bộ học hội kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Đương nhiên, những cái này đều ở trong thương định, còn không có hoàn toàn thành hình. Trương huyền chẳng muốn lo nghĩ, trực tiếp phung tay cho đám người nhược hoan công tử, là tuyền, trở về khu tinh anh. Mới vừa trở lại chỗ ở, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe được tiếng gõ cửa, một lão sinh phụ trách quản lý khu tinh anh đứng ở trước cửa. Trương sư, có người nói muốn tìm ngươi, ta liền mang hắn qua. Trương huyền nhìn lại, chỉ thấy một bàn tử tiến lên đón. Thiếu gia, làm phiền học trưởng rồi. Thấy là tôn cường, Trương huyền đa tạ, sau đó mang hắn vào tiểu viện. Chuyện gì xảy ra? Trước mấy ngày An bài đám người Tôn Cường đợi ở tiểu viện, giờ phút này đột nhiên tìm đến, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Là Ngụy Trường Phong các chủ, xử lý xong sự tình linh tài các đến tìm thiếu gia." Tôn Cường nói. "Tìm ta, ta không phải bảo hắn nghe theo sắp xếp của ngươi sao? Chẳng lẽ hắn không nghe lời?" Trương Huyền cau mày. Sau khi bản thân đại náo linh tài các, thu phục Ngụy Trường Phong để hắn xử lý xong sự tình, lớn tới nghe Tôn Cường an bài, chẳng lẽ không nghe lời. Không phải, hắn nói nhất định phải gặp thiếu gia, ta không có cách, cũng chỉ có tới. Tôn Cường nói, thiếu gia ở danh sư học viện, không dễ vào, coi như hắn nói muốn tìm người, cũng hao tốn không ít chắc trở. Nhất định phải gặp ta. Trương Huyền cau mày. Đúng vậy, ta hỏi là chuyện gì, làm sao cũng không nói. Nói muốn gặp được ngươi mới có thể mở miệng, ta cũng không có cách nào. Tôn Cường cười khổ, cái này, vậy thì tốt, đi qua nhìn một chút. Tiểu cường giả thánh cảnh như ngụy Trường Phong, đã yêu cầu như vậy, khẳng định có chuyện quan trọng, Trương Huyền không nói thêm lời, cùng Tôn Cường đi ra học viện. Không dùng quá nhiều thời gian, liền trở lại tiểu viện của đám người Tôn Cường. Thiếu ra, thấy hắn đi tới, ngụy Trường Phong lập tức tiến lên đón. Mấy ngày không thấy, vị linh tài các các chủ này giống như già nua mấy tuổi, trong mắt cũng che kín tơ máu, tang thương không nói ra được. Người đây là, làm sao vậy? Trương huyền nghi hoặc, đối phương là cường giả thánh cảnh, thọ nguyên đạt đến một ngàn tuổi, chỉ cần không làm ra sự tình có hại sinh mệnh, là không có khả năng giải yếu nhanh như vậy. Mặt ngoài nhìn già mấy tuổi, chỉ sợ ít nhất tiêu hao mấy chục năm thọ nguyên. Phù phù, cũng không nhiều lời, ngụy trường phong quỳ dạp xuống đất. Xin thiếu ra mau cứu con gái của ta, nàng, sắp không được. Ân, trương huyền sướng sờ trước đó thông qua thư viện, đã suy đoán ra, đối phương siêu tập bảo vật mục đích là vì cứu thân nhân, dựa theo đạo lý, siêu tập nhiều bảo vật linh tính như vậy, coi như bệnh nặng cũng có thể tiếp tục kiên trì, làm sao mới mấy ngày ngắn ngủi, liền sắp không được. Bảo vật không có sự sống, nhưng linh tính có, dùng cái này kéo mệnh, chỉ cần không xuất hiện biến cố quá nghiêm trọng, kiên trì mấy năm, mấy chục năm, cũng không phải vấn đề quá lớn. Chính bởi vì hiểu những chuyện này, mặc dù thu phục đối phương, lại không lo lắng ra tay. Ta cũng không biết, nguyên bản rất tốt, hai ngày trước sinh mệnh đột nhiên suy yếu, bảo vật linh tính cũng vô dụng, mong thiếu ra ra tay. Hốc mắt ngụy trường phong ửng hồng. Nhiều năm như vậy, vì nữ nhi có thể sống sót, chuyện gì cũng có thể làm, thật kiên chỉ không được nữa, chỉ sợ hắn cũng không muốn sống. Vị thiếu gia này, có thể nhìn ra tình huống của mình, lại phô bày vô số thủ đoạn thần kỳ, có lẽ. Thật có thể cứu nữ nhi cái này đã là hy vọng duy nhất mang ta xem một chút hiểu nói vô dụng nhất định phải tận mắt thấy mới có thể xác định trương huyền nói ta đã mang nàng tới gian phòng của mình ngụy trường phong vội vàng chỉ sợ thiếu ra tới lại đi qua nhìn thời gian không còn kịp nữa trực tiếp mang nữ nhi qua cùng hắn ở cùng một chỗ ân trương huyền gật đầu đi vào tôn cường tìm tiểu viện này chỉ có bảy tám gian phòng hơn nữa mỗi cái đều không rộng lắm, đẩy cửa đi vào, lớn cỡ mười mấy mét vuông, hơi có vẻ âm u. Trong góc phòng là giường gỗ không lớn, phía trên nằm một nữ hài 14, 15 tuổi, thân thể gầy yếu, vẻ mặt trắng bệch, tóc có chút ố vàng, hai mắt nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê. Bệnh thật nặng, Trương Huyền nhíu mày. Cô gái trước mắt này, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, ở dưới minh lý chi nhãn chiếu rọi, sinh cơ toàn thân suy yếu, tất cả kinh mạch trong cơ thể mất đi sức sống, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ không cách nào tỉnh lại. Khó trách Ngụy Trường Phong lo lắng, nữ hài trước mắt này, quả thực đã đến bên bờ sinh tử, lại không cứu chữa, có thể kiên trì đến trời tối hay không cũng khó. Trước đó, nàng còn có thể tỉnh lại nói chuyện, một khi không chịu nổi, nuốt bảo vật linh tính, liền có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng từ hôm qua bắt đầu, những linh tính này đã không còn tác dụng, một mực ngủ mê mệt không tỉnh lại. Chương 1432, Ngụy Trường Phong nữ nhi 2. Ngụy Trường Phong tràn đầy lo lắng, nói triệu chứng một lần. Ân. Trương Huyền gật đầu, lại nhìn kỹ một lần, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lý giải y thuật, chỉ dừng lại ở tứ tinh, cho dù có minh lý chi nhãn, cũng tìm không ra triệu chứng xác thực, trừ khi có thể tiếp tục xem sách, hiểu rõ càng nhiều đối với các loại chứng bệnh. Nhưng hiển nhiên thời gian không còn kịp nữa. Kế trước mắt chỉ có thể mượn nhờ thư viện. Duỗi tay ra, nắm cổ tay của đối phương. Làn da của nữ hài rét run như một khối băng. Tinh thần tập trung, trong đầu Trương Huyền thở nhẹ. Ông, một quyển sách xuất hiện. Tu luyện giả hôn mê vô chủ xem ý thức, giống như bảo vật, chỉ cần chạm đến, đồng dạng có thể sinh ra thư tịch đối ứng. Vội vàng mở ra. Ngụy Như Yên, người thanh nguyên thành, tiên thiên độc thể. Nội dung thư tịch khắc sâu vào trong óc. Tiên thiên độc thể, nhà đầu này lại là tiên thiên thể chất. Trương Huyền sướng sờ. Tiên thiên thể chất cực kỳ hiếm thấy, cùng nhau đi tới, cũng chỉ gặp qua triệu nhã cùng viên đào, không nghĩ đến nữ hài trong mê ngủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong kia cũng thế. Tiên thiên độc thể, thích hợp tu luyện chức nghiệp độc sư, có điều hiện tại bộ dáng này. Có thể sống sót hay không còn chưa biết chừng. Hắn lắc đầu. Mặc dù tiên thiên thể chất lợi hại, nhưng trước khi kích hoạt, giống như người bình thường. Đồng dạng có sinh lão bệnh tử, không có bất kỳ thực lực gì. Cô gái này, rõ ràng không có kích hoạt, có hay không có, liền không khác nhau quá nhiều. Lúc trước ở độc biện trong Hồng Liên Sơn mạch, từng thấy trên sách ghi chép qua loại thể chất này, chẳng qua nói không rõ, xem như hắn cũng không biết kích hoạt như thế nào, sau khi kích hoạt lại có hiệu quả gì. Không quản thể chất của đối phương, tiếp tục nhìn xuống. Lúc mang thai, bị cường giả thánh cảnh đả thương, linh hồn thân thể đều bị tổn thương thuộc về thần hồn tổn hại thiếu sót thần hồn tổn hại trương huyền nhíu mày thần hồn tổn hại tên như ý nghĩa tinh thần hồn phách thân thể đều khác biệt thường nhân có hao tổn cực lớn bình thường là ở thời điểm mẫu thai cung cấp không đủ dẫn đến loại người này tinh khí thần không đủ để chống đỡ thân thể sống sót dựa theo tình huống bình thường rất khó sống thậm chí sinh cũng sinh không ra nữ hài trước mắt này chẳng những thuận lợi ra đời, còn sống lâu như thế. Làm sao làm được? Loại tình huống của Như Yên, dựa theo đạo lý bình thường, ra đời cũng khó, là thê tử của ta hao hết tinh nguyên toàn thân, giữ được tính mạng nàng, lúc này mới thuận lợi sinh ra, nhưng nàng không sống được. Dường như hiểu ý nghĩ của Trương Huyền, Ngụy Trường Phong như nhớ tới cái gì, thần sắc mang theo đau thương. Như Yên ký thác tính mạng cùng hy vọng của nàng, coi như ta chết, cũng không thể để nàng có việc trương huyền gật đầu hắn có thể lý giải tâm cảnh của người trước mắt vợ vì nữ nhi thuận lợi sống sót hao phí tinh huyết toàn thân thậm chí tử vong làm phụ thân nếu như ngay cả nữ nhi cũng không thể bảo vệ về sau có mặt mũi nào đi gặp thê tử cho nên những năm này coi như tốn hao đánh đổi lại lớn cũng không chối từ thiếu ra như yên còn có thể cứu không nói xong ngụy trường phong nhịn không được nhìn qua trong mắt tràn đầy lo lắng sinh cơ trong cơ thể nàng không sai biệt lắm đã cắt đứt toàn bộ muốn cứu rất khó trương huyền lắc đầu xem thư tịch của ngụy như yên hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết cái này không chỉ là vấn đề thần hồn tổn hại những năm này ăn nhiều đồ đại bổ quá bổ không tiêu nổi sinh cơ trong cơ thể cơ bản bị phá hư sạch sẽ lại thêm thần hồn suy yếu có thể nói đã đến mức đèn cạn dầu khó trách y sư lục tinh đỉnh phong cũng không có cách chỉ có thể dựa vào bảo vật linh tính kéo dài tính mạng, xem như hắn tìm được nguyên nhân cùng thiếu hụt, cũng vô kế khả thi, có loại cảm giác cho cắn con nhím, không thể nào ăn xuống. Xin thiếu ra ra tay, chỉ cần có thể cứu sống như yên, coi như để cho ta làm trâu làm ngựa cũng không tiếc. Nghe thiếu ra cũng không có cách, ngụy Trường Phong vội nói. Người đã hiểu chung với ta, ta có thể làm đương nhiên sẽ không chối từ, có điều, hiện tại nàng không chỉ thân thể suy yếu, hồn phách cũng quá suy yếu, muốn cứu chữa, trước hết để nàng tỉnh lại, mà muốn tỉnh lại, thân thể cần càng cường tráng hơn mới được. Trương Huyền xoa xoa lông mày. Đối phương rơi vào hôn mê, là thân thể không cách nào duy trì hồn phách vận chuyển, thân thể thời khắc này, giống như một cái bao tải thùng, linh hồn như nước, căn bản không dung nạp được. Nhưng không có linh hồn, người không thanh tỉnh, thân thể cũng không có cách nào điều trị. Bởi vì bổ sung khí huyết, cần ý chí phối hợp, ý niệm không kiên trì nổi, đồng dạng không có công hiệu. Bổ sung thân thể, cần linh hồn tỉnh lại, linh hồn tỉnh lại cần thân thể chống đỡ. Ngụy như yên này, là tình huống lưỡng nan. Xem như hắn, cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ngụy Trường Phong nhìn tới. Bệnh lâu thành y, hắn ngày ngày liên hệ dược liệu, mặc dù không khảo hạch qua y sư, nhưng tài nghệ chân chính, lại không kém y sư ngũ tinh, lục tinh. Loại tình huống này của nữ nhi, kỳ thật không cần thiếu gia nói hắn cũng biết. Chẳng lẽ, coi như thiếu gia cũng không có cách nào. Thật để cho mình người tóc bạc, trơ mắt tiến người tóc xanh. Đừng vội, ta trước tiên có thể nghĩ biện pháp, không để cho nàng chết, nhưng hẳn là không kiên trì được bao lâu. Biện pháp tốt nhất là có thể tìm được một gốc dược liệu gia tăng hồn phách, chỉ cần nghĩ biện pháp để hồn phách được tẩm bổ, chữa trị tổn thương, có thể tỉnh lại, còn lại liền dễ dàng hơn rất nhiều. Trương Huyền suy tư một lát nói. Trương 1433, tiên thiên thai độc khuếch tán một Đổi lại y sư lục tinh, thậm chí thất tinh khác, gặp phải loại tình huống này cũng bất lực, nhưng Trương Huyền không giống. Nắm giữ năng lực vu hồn sư, thực sự không thể, có thể rút linh hồn của đối phương ra, đơn độc tẩm bổ, hơi cường tráng một chút, lại để vào thân thể. Như vậy có lẽ có thể giải quyết vấn đề. Nhưng làm như vậy đối với thân thể vốn cực kỳ yếu đuối, rất dễ dàng không chịu nổi, hoàn toàn biến thành tử thi. Dược liệu, dạng dược liệu gì? Ngụy Trường Phong vội vàng nhìn qua, trong ánh mắt mang theo kiên định. Chỉ cần có danh tự, tốn hao lại lớn ta cũng phải tìm đến. Tên cụ thể, ta cũng không rõ ràng, có điều, cần ít nhất đạt tới thánh cấp, có thuộc tính thai ngén linh hồn, hơn nữa, còn phải sống. Mặt khác, còn cần một viên đoạn tục đan. Trương Huyền nói, dược liệu thánh cấp, đoạn tục đan. Đan dược cấp 7. Sắc mặt của Ngụy Trường Phong trắng nhợt. Đổi lại vật phẩm khác, lấy thực lực thánh cảnh của hắn, phí chút công phu, hẳn là có thể tìm được, nhưng hai thứ này khó. Không phải nói thực lực hắn không đủ, nhân mạch không rộng, mà là toàn bộ Hồng Viễn Thành cũng có khả năng không có. Đổi lại lúc khác, nơi này không có, có thể đi quốc gia cao cấp hơn tìm kiếm, nhưng tình huống của Ngụy Như Yên, về thời gian rõ ràng không còn kịp rồi dược liệu thánh cấp còn sống, mới có sinh mệnh lực rồi rào tẩm bổ linh hồn của nàng. Còn đoạn tục đan, người hẳn nghe nói qua, cánh tay gãy rồi, thân thể bị tổn thương nặng, chỉ cần không bị thương đến căn bản, dùng loại thuốc này cũng có thể tùy tiện khôi phục. Đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn. Trương Huyền giải thích nói. Đoạn tục đan là đan dược bảy cấp, người bình thường dùng, có thể lập tức kích thích sinh cơ trong cơ thể, làm đến cuộc tay lại nối tiếp, thậm chí có thể một lần nữa sinh trưởng, vô cùng thần kỳ ngụy như yên này sinh cơ trong cơ thể cắt đứt muốn đánh thức chỉ có loại dược vật cấp bậc này mới có thể làm được hơi yếu một ít chỉ sợ hoàn toàn không có hiệu quả ta biết nhưng mà dược liệu thánh cấp có khả năng tìm được nhưng đan dược bảy cấp đi nơi nào tìm ngụy trường phong siết chặt nắm đấm dược liệu thánh cấp mặc dù thưa thớt nhưng hồng viễn thành vẫn có người bồi dưỡng nhiều nhất tốn hao chút công phu cùng đánh đổi hẳn là có thể cầm tới nhưng đan dược bảy cấp hầu như không có khả năng ân trương huyền cũng cau mày luyện đan sư cường đại nhất hồng viễn thành cũng chỉ là lục tinh đỉnh phong không có khả năng luyện chế ra đan dược bảy cấp huống chi đoạn tục đan ở trong bảy cấp cũng được cho khá cao như vậy đi ta trước thử một chút những phương pháp khác có thể để cho sinh cơ thân thể tăng cường hay không trương huyền lắc đầu cũng không có biện pháp gì tốt ánh mắt lần nữa rơi vào trên người ngụy như yên hắn muốn thử dùng thiên đạo chân khí thiên đạo chân khí có thể để cho thương thế khôi phục rất nhanh nương theo cấp bậc càng cao hiệu quả càng tốt mặc dù chưa thử qua có thể cột tay nối tiếp hay không nhưng hiệu quả trị liệu đối với tu luyện giả trải qua vô số lần thí nghiệm trong lòng sớm đã rõ ràng không thể nghi ngờ nếu như có thể thay thế đoạn tục đan sẽ không cần hao tốn sức lực tìm kiếm viên đan dược bảy cấp này ngón tay đáp lên cổ tay đối phương thiên đạo chân khí hóa thành dòng suối chảy xuôi Vậy mà tất cả đều tắc nghẽn. Vốn cho rằng chân khí rất nhanh liền có thể đi khắp toàn thân, kích phát sinh mệnh lực, ai ngờ mới đi tới không xa liền ngừng lại. Kinh mạch toàn thân cô gái này, thế mà giống như thông đạo phong kín, không có lưu thông. Thu hồi ngón tay, hẳn là thời điểm nàng vẫn còn thai nhi, chịu đến công kích, kinh mạch vì bảo hộ bản thân, tự động phong bế. Nói cách khác, nàng không tỉnh táo lại, chủ động khống chế, kinh mạch căn bản không có cách mở ra cưỡng ép xung kích, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Rất nhanh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thử cái này một chút. Sọc theo kinh mạch vào không được, Trương Huyền cũng không nhụt trí, cổ tay khẽ đảo, một hộp ngân châm xuất hiện. Hô! Nhẹ nhàng lắc một cái, ngân châm bay lượn ra, rơi vào huyệt vị trên người nữ hài, thiên đạo chân khí lập tức xuyên thấu qua huyệt đạo lan tràn. Ân! Chân khí vào thân thể, vẻ mặt nữ hài nguyên bản trắng bệch, lập tức trở nên hồng nhuận, phát ra một tiếng hử nhẹ. Có hiệu quả, thân thể ngụy trường phong run rẩy Nhìn thấy quả nhiên hữu hiệu, trương huyền tinh thần đại chấn, chân khí xuyên thấu qua ngân châm, tiếp tục truyền vào trong cơ thể đối phương. Không đúng, sau khi chân khí tiến vào trong cơ thể, đang định chạy toàn thân, tẩm bổ đối phương, đột nhiên cảm giác được cái gì, trương huyền nhíu mày, đang muốn thu hồi ngân châm, chỉ thấy vẻ mặt nữ hài lần nữa biến trắng, thân thể không nhúc nhích, đột nhiên giật giật kịch liệt nguy rồi. Con người có co rụt lại, bàn tay vồ một cái, chân khí tuôn ra, trong nháy mắt Trương Huyền thu hồi tất cả ngân châm. Nhưng lúc này đã chậm, nữ hài giống như chúng kịch độc, khóe miệng phun ra bọt mép, thân thể run rẩy mấy lần, trở nên cứng ngắc. Chết, chết rồi. Thân thể ngụy Trường Phong cứng đờ, vội vàng quan sát, con mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Vốn cho rằng thiếu gia có thể cứu, không nghĩ tới lại. Chị chết. Trong lòng còn có hy vọng, trong chốc lát hóa thành hư không cả người điên cuồng cái này không chỉ hắn như vậy trương huyền cũng có chút điên rồi thiên đạo chân khí có thể chỉ tổn thương chưa hề xảy ra vấn đề làm sao đột nhiên liền xuất hiện biến cố giết chết người khẳng định có quan hệ tới tiên thiên độc thể của nàng khuôn mặt hắn cực kỳ khó coi đối phương là tiên thiên độc thể thiên đạo chân khí có thể giải bách độc ngay sau đó bị phản phệ bản thân ngụy như yên liền yếu lại trái cắn ngược làm sao còn chịu được trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn nếu nàng chết coi như bị linh hồn hạn chế ngụy trường phong không dám làm gì khẳng định cũng ghi hận huống chi cam đoan có thể trị với người ta xuất hiện loại tình huống này bản thân đập bảng hiệu đầu óc nhanh chóng vận chuyển chương 1434 tiên thiên thai độc khuếch tán hai cái này gọi là chuyện gì người ta vốn đang sống thậm chí còn có hy vọng phục sinh, kết quả bị hắn trị chết. Đổi lại ai khác, khẳng định khó có thể tiếp nhận, không lập tức liều mạng đã không tệ. Nhất định phải cứu sống. Biết nếu để cho nhà đầu này chết rồi, ngụy Trường Phong khẳng định sẽ sụp đổ, danh dự bản thân cũng mất sạch, Trương Huyền nhướng mày, ngón tay đáp tới, trong đầu sinh ra thư tịch. Thời gian nháy mắt xem hết thư tịch. Tiểu Phong, người đi ra ngoài trước. Trương Huyền hít sâu một hơi, bàn giao ra ngoài vẻ mặt ngụy trường phong khó coi không sai nàng cũng không phải tử vong mà là không chịu nổi lực lượng ngắn ngủi hôn mê sâu ta cần dùng thủ pháp độc môn cứu chữa ngươi rời đi trước trương huyền khoát tay áo cái này ngụy trường phong sướng sờ trái tim hô hấp không còn thân thể cũng bắt đầu biến cứng đây là hôn mê lừa gạt quỷ sao nhanh lên không muốn nàng chết liền lăn ra ngoài Trương Huyền nhướng mày. Vâng. Thấy thiếu gia nổi giận, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Ngụy Trường Phong vẫn cắn răng một cái, đi ra ngoài, đóng kín cửa phòng. Thấy hắn rời đi, Trương Huyền phun ra một ngụm trọc khí, khoanh chân ngồi dưới đất. Vừa rồi dùng thư viện dò xét, cũng không phải nói như thế, hôn mê sâu, mà là thật đã chết rồi. Nhưng mà, vừa mới tắt thở, linh hồn còn không có rời đi. Loại tình huống này coi như y sư thất tình cũng bất lực nhưng hắn đột nhiên nhớ ra trong thủ đoạn mặc hồn sinh truyền thừa vừa vặn có phương pháp dung hợp linh hồn để cho người ta hoàn hồn cho nên hắn muốn thử một lần không thử nữ hài này khẳng định thật sự tử vong thần tiên khó cứu loại dung hợp linh hồn này khả năng sẽ có thương tổn hồn phách của ta nhưng lúc này không quản được nhiều như vậy không nói tín dự ở trước mặt thuộc hạ chỉ là để hắn tận mắt thấy một nữ hài chết ở trước mặt liền làm không được coi như sẽ đánh đổi khá nhiều cũng không lùi bước tinh thần khẽ động vu hồn từ mi tâm nhảy ra ngoài lơ lửng ở trên không trung lập tức nhìn thấy hồn phách của nữ hài dường như chịu đến một loại thu hút nào đó đang thoát ly thân thể rơi vào một thời không khác định trụ hiểu một khi bị lôi kéo qua sẽ không cách nào cứu chữa bàn tay vu hồn của trương huyền bay múa liên tục kết mấy thủ ấn bỗng nhiên đẻ ép xuống dưới thủ đoạn đặc thù của vu hồn sư chiêu hồn dẫn có thể triệu hồi linh hồn quỷ dị không hiểu xoạt bị bàn tay hắn đẻ ép hồn phách bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra thân thể hơi nhúc nhích một chút một lần nữa quay về nhưng chỉ như vậy còn chưa đủ mặc dù bị chiêu hồn dẫn áp chế hồn lực tạm thời không ly thể nhưng nương theo tử vong đã cùng thân thể nằm ở hai thế giới nhất định phải nghĩ biện pháp để nó dung hợp mới được. Đi vào, người ở bên ngoài căn bản không làm được, phải giống như lần trước cứu chữa Lộ Sung, đi vào Thức Hải, Trương Huyền không ngừng, vu hồn to lớn nhoáng một cái, thẳng tắp chui vào. Thức Hải cực kỳ rộng lớn, một tiểu nữ hài gầy yếu lơ lửng ở cách đó không xa, hai mắt nhắm nghiền. Chính là hồn phách của Ngụy Như Yên. Muốn linh hồn nàng mạnh lên, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là lấy hồn dưỡng hồn hắn siết chặt nắm đấm. Hồn phách của đối phương suy yếu, lại không cách nào phù hợp với thân thể, muốn cho nó mạnh lên, chỉ có một phương pháp. Tiến hành tẩm bổ linh hồn của nàng. Mà thủ đoạn tẩm bổ tốt nhất là lấy hồn dưỡng hồn. Nói cách khác, tiêu hao linh hồn của hắn, xem như tiếp tế cho đối phương. Loại thủ đoạn này, mặc dù có thể cứu người, nhưng cũng là hao tổn bản thân, không phải trí thân, bất kỳ vu hồn sư nào cũng sẽ không đi làm. Nói thật, hắn cùng cô gái này chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, đối với chuyện loại hao tổn bản thân này cứu người, cũng có chút do dự. Nhưng ai bảo hắn làm chết người ta chứ? Bản thân trồng quả đắng, coi như lại khó uống, cũng phải nuốt xuống. Nếu không, hắn cũng không cần làm thiếu ra nữa. Xì xì, hồn thể to lớn tới gần nữ hài, hồn lực tinh thuần lấy cánh tay làm thông đạo, lực lượng hùng hậu không ngừng đi vào trong cơ thể đối phương, tiến hành bổ dưỡng. Nương theo hồn lực tiêu hao, Trương Huyền cực kỳ mệt mỏi. Hồn lực tẩm bổ tương đương với tiêu hao bản thân để cho người khác, đối với hồn phách của hắn có tổn thương cực lớn, suy yếu chỉ là thứ yếu, làm không cẩn thận sẽ để cho hồn phách hắn khó tụ lại, dẫn đến cái chết. Nhưng đã bắt đầu, liền không cách nào lùi bước, cố nén mệt mỏi, hồn lực liên tục không ngừng cung cấp cho đối phương. Ở dưới lực lượng của hắn truyền vào, hồn phách của Ngụy Như Yên vốn hư nhược, quả nhiên trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. hữu dụng, thấy có hiệu quả, trương huyền thở phào nhẹ nhóm, đang muốn tiếp tục, đột nhiên nhớ tới cái gì, minh lý chi nhãn nhúc nhích, vừa xem xét, con người đột nhiên co vào, hồn thể không ngừng run rẩy Nguy rồi, tiên thiên thai độc, khuếch tán, chương 1435, độc hồn thể 1. Trong minh lý chi nhãn, hồn thể ẩn chứa tiên thiên thai độc, trước đó còn duy trì thành một đoàn, tích tụ cùng một chỗ, không đáng chú ý. Giờ phút này, nương theo hồn lực của hắn yếu bớt, thế mà bắt đầu khuếch tán, đã hội tụ hơn phân nửa hồn thể, bất cứ lúc nào cũng sẽ lan tràn lên. Xong, vẻ mặt của Trương Huyền trắng bệch. Tiên thiên thai độc, đây chính là đồ vật lúc trước khổng sư cũng không có cách nào, thật muốn tùy ý lan tràn, không cần nghĩ, hồn thể khẳng định sẽ bị hạ độc chết, ai cũng cứu không được. Vốn là đi kinh hồng viện tìm kiếm công pháp áp chế thứ này, Kết quả không tìm được, cũng có chút thất vọng, nhưng không để ở trong lòng, cảm thấy chỉ cần cẩn thận, hẳn là thời gian ngắn không ngại, ai ngờ. Lần này cứu người, linh hồn suy yếu, để nó khuếch tán. Cái này gọi là chuyện gì? Cứu người bản thân chết, cũng coi như độc nhất a. À. Đang khóc không ra nước mắt, định rút hồn lực về, liền cảm thấy một dòng nước ấm từ trong cơ thể nữ hải đối diện lao qua. Bị cỗ lực lượng này va chạm, tiên thiên thai độc nguyên bản khuếch tán giống như thấy được khắc tinh, bị dọa đến vội vàng ẩn núp. Cái này, con mắt hắn trợn tròn. Tiên thiên thai độc này, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không có bất kỳ hiệu quả, làm sao đột nhiên như vậy. Chẳng lẽ, tiên thiên độc thể, con người có co rụt lại, nhớ tới một việc, ánh mắt hắn lóe lên. Thông qua thiên đạo thư viện, hắn biết cô gái trước mắt này thân có tiên thiên độc thể, nhưng chưa kích hoạt mà thôi. Chẳng lẽ tiên thiên độc thể có tác dụng khắc chế tiên thiên thai độc. Không đúng, nàng khả năng không chỉ là tiên thiên độc thể, còn có thể là tiên thiên độc hồn thể. Con mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng. Tiên thiên độc thể, bình thường chỉ là thân thể, tiên thiên có tính kháng độc, bách độc bất xâm, thậm chí dùng kịch độc còn có thể để thể chất càng ngày càng mạnh. Loại độc thể này, thân thể không e ngại độc dược, nhưng sử dụng dược vật độc chết linh hồn cũng sẽ chết. Trừ khi là tiên thiên độc hồn thể Độc hồn thể, giống như độc thể, đại biểu cho hồn phách cũng có tính chất kháng độc, bách độc bất xâm. Linh hồn cô gái trước mắt này, có thể trợ giúp bản thân áp chế tiên thiên thai độc. Cũng cho thấy, nàng vô cùng có khả năng chính là loại thể chất này. Khó trách, coi như hấp thu nhiều bảo vật linh tính như vậy, cũng khó mà sống sót. Tiên thiên độc hồn thể giống như tiên thiên độc thể, quá mức nghịch thiên, nàng vốn suy yếu, có thể chịu được mới lạ. Vẻ mặt Trương Huyền ngưng lại, giờ mới hiểu được. Tiên thiên thể chất, vốn đã nghịch thiên, đối phương lại thân kiêm hai loại, có thể sống đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Có phải hay không, thử một lần liền biết. Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong óc, Trương Huyền cũng không nghĩ nhiều, tinh thần khẽ động, không truyền hồn lực vào trong cơ thể đối phương, mà là rút ra. Cô cô cô, rút hồn lực trở về, tiếp xúc tiên thiên thai độc, nó giống như bị chạm điện lui về phía sau. Ha ha, quá tốt rồi. Đang giàu làm sao giải quyết thứ này, không nghĩ đến linh hồn của nữ hài kia có thể giúp một tay, Trương Huyền hưng phấn cười to, tăng nhanh linh hồn giao lưu. Xì xì xì, hồn lực cùng nữ hài tiến hành trao đổi, trước đó tiên thiên thai độc huyết tán ra, dần dần bị áp chế đến một góc, động cũng không dám động, giống như ở trong thân thể. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào khô trừ, nhưng có thể khống chế không dám làm điều ác. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc thấy tiên thiên thai độc bị áp chế, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy hưng phấn. Vốn cho rằng là đơn thuần cứu người, cần hao tổn không ít, làm sao cũng không nghĩ tới, hao tổn là tổn hao, nhưng nhận được hồi báo càng lớn. Linh hồn dung hợp tiên thiên độc hồn thể của đối phương, đối với kịch độc cũng có kháng tính, nói cách khác, hiện tại cho dù có người cho hắn dùng độc dược độc sát linh hồn, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, trái lại có khả năng để linh hồn trở nên càng thêm cường đại, Hôm nay liền đến nơi đây. Lại truyền vào một hồi, cảm thấy mệt mỏi càng ngày càng đậm, lúc này tinh thần của Trương Huyền mới khẽ động, vu hồn bay ra thức hải đối phương. Nói thật, ngụy Như Yên này quá hư nhược, coi như dùng hắn hồn lực tẩm bổ, cũng không phải một lần liền có thể hoàn toàn tỉnh lại. Hô, hồ, vu hồn trở lại thân thể, Trương Huyền mở mắt nhìn sang. Lúc này mặc dù thiếu nữ vẫn không tỉnh lại, nhưng đã có hô hấp và nhịp tim hơn nữa vẻ mặt cũng hồng nhuận giống như ngủ say nói cách khác trải qua hắn tẩm bổ tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng nhưng không nhanh chóng cứu chữa cũng sẽ không kiên trì được bao lâu nhục thể của nàng thực quá yếu được rồi vào đi trương huyền thở phào nhẹ nhóm hô một tiếng kẹt kẹt ngoài cửa phòng ngụy trường phong cực kỳ khẩn trương vội vàng đi vào nhìn nữ nhi một cái lập tức thở phào nhẹ nhóm lần nữa quay đầu nhìn về phía thiếu gia lại thấy khuôn mặt hắn trắng bệch, không khỏi tràn đầy áy náy. Mới vừa rồi nhìn thấy thiếu gia làm chết nữ nhi, hắn không cam lòng, thậm chí muốn ra tay đánh nhau, bây giờ mới biết thiếu gia là vì cứu nàng. Thực lực của thiếu gia là kiều thiên cảnh đỉnh phong, lại có rất nhiều thủ đoạn, mệt mỏi như thế, tiêu hao bao lớn có thể tưởng tượng. Hao tổn tâm huyết vì cứu người, bản thân còn hiểu lầm. Có lỗi với thiếu gia. Ngụy Trường Phong cúi đầu, tràn đầy áy náy ta nói qua, hiệu chung với ta, chỉ cần ta có thể làm, chắc chắn sẽ không lùi bước. Trương Huyền lắc đầu, thanh âm yếu ớt. Thay ta thủ hộ, ta trước khôi phục một chút. Nói xong không tiếp tục để ý đối phương, cổ tay khẽ đảo, một bình ngọc xuất hiện, tiện tay mở ra, một viên đan dược rơi ở trong lòng bàn tay, hắn thả vào trong miệng. Chính là tiểu hoàn đan mà vệ nhiễm tuyết cho. Cô 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 cục cục. Đan dược vào miệng liền hóa, một cỗ dược lực minh mông tuôn vào thân thể, nguyên bản hồn phách vì tầm bổ ngụy như yên mà bị hao tổn, lập tức nhận được bổ dưỡng, chậm rãi khôi phục. chương 1436, Độc Hồn Thể 2 Không biết qua bao lâu, Trương Huyền phun ra một ngụm chọc khí, lần nữa đứng dậy. Trải qua điều tức và dược lực, phù hồn bị hao tổn đã hoàn toàn khôi phục, lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao. Thiếu gia, Ngụy Trường Phong ôm quyền. Ân, lần nữa nhìn về phía nữ hài trên giường, thấy nàng giống như trước đó, không có biến hóa quá lớn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ta nói hai loại kia, vẫn như cũ rất cần, người đừng ở chỗ này trông coi, mau chóng đi tìm đi. Vâng, Ngụy Trường Phong nhẹ gật đầu, lập tức nhíu mày. Thánh dược còn sống, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như Hồng Viễn Thành thật đúng là có thể tìm được. Nhưng có khả năng còn cần phiền phức hiếu ra dẫn đường. Ở đâu? Trương Huyền nghi hoặc đối phương là cường giả thánh cảnh, Hồng Viễn Thành còn có địa phương không đi được. Tại danh sư học viện, Ngụy Trường Phong vào đầu. Danh sư học viện, Trương Huyền sướng sờ. Nơi này đâu đâu cũng có cao thủ, coi như hắn là thánh giả cũng không thể đến, tùy tiện xông vào, quả thực phiền phức, cần thiếu ra mang theo đi vào. Vâng, y sư học viện vưu hư phó viện trưởng, hắn không chỉ là y sư, còn có thân phận dưỡng dược sư, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu dược liệu, nếu như nói Hồng Viễn Thành, ai còn có thể tìm được thánh dược còn sống, khẳng định là hắn." Ngụy Trường Phong nói, "Biết ai có là tốt rồi, mau mau lên đường thôi. Nếu không, kéo thời gian càng dài, cứu trị cũng càng khó." Trương Huyền gật đầu nói, "Vâng." Ngụy Trường Phong lên tiếng. Thương Nghị xong xuôi, hai người ra khỏi phòng, chỉ thấy đám người Tôn Cường, Vương Dĩnh đứng ở trong viện. "Lão sư." "Thiếu gia." mọi người đồng loạt nhìn qua. Mấy ngày không thấy, đám người vương dĩnh lần nữa có tiến bộ, khí tức trong cơ thể càng thêm hùng hậu. Nhìn thoáng qua tiểu viện chật hẹp, mấy người đứng ở bên trong hơi có vẻ chen chúc, lại càng không cần phải nói tu luyện. Trương huyền nhịn không được lắc đầu, nhìn về phía tôn cường. Ta bảo ngươi tiếp tục tìm tiểu viện rộng rãi hơn, có tìm được chưa? Bẩm thiếu ra, tiểu viện chung quanh đây thực sự quá khó tìm. Tôn cường lộ vẻ xấu hổ. Không phải hắn không cố gắng, mà là nơi này tới gần danh sư học viện, tiểu viện tốt một chút sớm đã bị những học sinh khác mua, kém lại không cách nào vào ở, xem như hắn, những ngày này không hề nhàn rỗi cũng bất lực. Như vậy đi, mấy người các ngươi cũng giúp Tôn Cường đi tìm xem, sớm tìm được sẽ sớm vào ở, nơi này thực quá chật hẹp. Biết đối phương không hề lười biếng, Trương Huyền không có ý trách cứ, nhìn về phía đám người Vương Dĩnh, phân phó nói. Một người tìm phiền phức, Vương Dĩnh, Trịnh Dương lưu dương cộng lại, tốc độ sẽ mau hơn không ít. Bọn họ cũng không thể cả ngày ở trong phòng tu luyện, muốn tiến bộ nhanh hơn, còn cần khổ nhàn kết hợp, ra ngoài đi lại, thuận tiện mở mang kiến thức cũng tốt. Vâng, đám người vương dĩnh gật đầu. Chúng ta đi thôi. Giao phó xong, Trương Huyền không dừng lại, mang theo ngụy Trường Phong đi đến danh sư học viện. Mặc dù bây giờ hắn còn không có thể học viên, nhưng thân là huyền huyền hội hội trưởng, đã rất nổi danh, mang một người ra vào học viện, không đáng kể chút nào. Hao tốn gần nửa canh giờ, mới đi đến y sư học viện. Y sư học viện, ở trong 10 đại học viện, bài danh thứ 5, chỉ có thể coi là thượng trung, có điều bởi vì học viện đặc thù, hầu như tất cả danh sư đều không dám trở mặt với người của học viện này. Bởi vì ai cũng không đảm bảo sẽ không thụ thương, chỉ cần tu luyện, tỷ lệ cầu đến học viện này, so với học viện khác còn lớn hơn nhiều. Còn chưa tới trung tâm y sư tháp, liền thấy người liên tục không ngừng đi tới đi lui nhân khí cao hơn luyện khí học viện rất nhiều giá cả dược liệu thánh cấp không ít cần tiền tài người chuẩn bị xong chưa trương huyền vừa đi về phía trước vừa hỏi hiện tại hắn là một nghèo hai trắng ai cũng không giúp được đối phương muốn cứu nữ nhi tự nhiên phải tự bỏ tiền ta chuẩn bị một chút hẳn là đầy đủ ngụy trường phong gật đầu thân là linh tài các các chủ mặc dù rất nhiều bảo vật bị trương huyền quét sạch nhưng xử lý xong gia sản vẫn có không ít tích xúc giá cả linh dược thánh cấp không ít lấy hắn tích lũy nhiều năm mua sắm hẳn không khó vậy là tốt rồi nghe hắn có tiền trương huyền không nói thêm lời đi thẳng về phía trước chỉ chốc lát chỉ thấy một tháp cao xuất hiện y sư tháp kiến trúc của y sư học viện rất rộng lớn hư viện phó mà đối phương nói đang ở đây đi theo đằng sau đám người trương huyền đi vào Tầng thứ nhất là đại điện cực kỳ rộng lớn, vô số danh sư đi lại ở trong đó. Nơi này bán dược liệu chân quý, càng có y sư tỏa chấn, chỉ cần là danh sư đi ra ngoài thí luyện, hầu như đều sẽ tới, mua sắm dược vật, giải quyết ám thương. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, không biết phó viện trưởng kia ở nơi nào, đành phải mang theo ngụy trường phong đi tới đài phục vụ. Trương 1437, Thập Diệp Hoa 1 Hai vị cần gì? Thấy bọn họ đi tới, nhân viên phục vụ trước đài vui vẻ hỏi. Là nữ tử, khoảng 30 tuổi, mặc y sư phục bạch sắc bó sát người, lông mi có chút thanh tú. Những người này đều là danh sư làm việc ngoài giờ, đạt đến ngũ tinh hạ phẩm, hẳn là giống như là thất thất, đều là học viên năm thứ hai. Chúng ta muốn gặp vưu hư phó viện trưởng. Trương Huyền đi thẳng vào vấn đề. Phó viện trưởng, nữ tử sững sờ, mang theo nghi ngờ nhìn qua. Có hẹn trước không? Không có, Trương Huyền lắc đầu. Vậy thật không tiện, phó viện trưởng bận rộn, không có hẹn trước hoặc triệu kiến, là không thể mang ngươi tới. Nữ tử lắc đầu. Một học viện phó viện trưởng, danh sư lục tinh đỉnh phong, coi như vương công đại thần muốn gặp, cũng cần sớm hẹn trước, há là một học sinh muốn gặp thì gặp. Bộ đáng của đối phương, chỉ khoảng 20 tuổi, đoán chừng cũng chính là tân sinh năm nhất, loại tiểu nhân vật này, ngay cả quản sự cũng không có tư cách đi gặp, còn muốn gặp phó viện trưởng, thật là người không biết không sợ. Vậy làm sao mới có thể hẹn trước hoặc triệu kiến? Trương Huyền hỏi, ta cũng không biết, thấy mình đã nói rõ ràng, đối phương còn không buông tha, ánh mắt lộ ra một tia mất hứng, nữ tử khoát tay áo. Trương Huyền vò đầu, còn tưởng rằng chỉ cần gặp được vưu phó viện trưởng, hỏi thăm hắn dược liệu, thương định giá cả mua sắm là được, không nghĩ tới người cũng không thấy. Nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng, đường đường phó viện trưởng, thật muốn ai cũng có thể gặp được, vậy không cần tu luyện, không cần chữa bệnh, chỉ gặp người cũng có thể vội vàng chết. Đúng rồi, ta có một vật, làm phiền ngươi đưa cho vưu phó viện trưởng, có lẽ thấy thứ này, liền có thể gặp ta. Trần chờ một chút, Trương Huyền nói. Thật không tiện, ta còn có chuyện phải làm, không phải người đưa tin, không có khả năng giúp ngươi làm những việc này, thật muốn gặp phó viện trưởng. Xin ngươi nắm giữ tư cách cùng hắn đối thoại lại đến thấy hắn còn muốn đưa đồ vật, nữ tử lắc đầu, mặt mũi không vui cự tuyệt, liền thấy cổ tay đối phương khẽ đảo, một lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chính diện lệnh bài, điều khắc hình vẽ đặc thù, từng dãy kiến trúc san sát, khí thế rộng rãi, chính là danh sư học Việt. Lệnh bài trưởng lão, trong lòng lột bộp một cái, nữ tử chưa nói xong, liền nuốt vào trong miệng. Thân là học viên năm thứ hai, nàng tự nhiên có thể nhận ra, đây là lệnh bài đại biểu thân phận trưởng lão, một tân sinh, tại sao có thể có thứ này? Đang khiếp sợ, chỉ thấy cổ tay thanh niên lật qua lật lại, lại lấy ra hai lệnh bài tương đồng. Ta có ba lệnh bài, ngươi nhìn cái nào cùng phó viện trưởng quan hệ tốt, liền làm phiền ngươi hỗ trợ đưa cái đó. Tướng lệnh biển hiệu tiện tay ném trên bàn, Trương Huyền nói. Chuyện này, nữ tử giật nảy mình, vội vàng cầm một cái, chỉ thấy đằng sau ghi hai chữ mi trúc. Mi trúc, thú viện mi viện trưởng bờ môi run rẩy mở ra lệnh bài thứ hai con mắt càng tối đen triệu bính tuất luyện khí học viện triệu viện trưởng đồng thời nắm giữ lệnh bài của mi viện trưởng triệu viện trưởng run rẩy lật lệnh bài thứ ba lên nữ hài cảm giác như bị điện giật vệ nhiễm tuyết kinh hùng viện viện trưởng thập đại trưởng lão từng cái cao ngạo như mây coi như nàng là học viên năm thứ hai cũng chưa thấy qua mấy lần nhiều nhất ở thời điểm trường chúc mừng hoặc buổi lễ long trọng xa xa có thể nhìn thấy. Bình thường gặp cũng gặp không được, nhưng vị này một hơi lấy ra ba lệnh bài tư nhân. Nữ tử cảm giác sắp khóc, còn tưởng rằng là tân sinh, không nghĩ tới có bối cảnh lớn như thế. Người đã lợi hại như vậy, trực tiếp đi tìm vư phó viện trưởng không được sao, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đang dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền nghe thanh niên đối diện nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy, chẳng lẽ những lệnh bài này vô dụng? vậy mà đám người kia còn khoác lác lung tung hừ quay đầu tìm bọn hắn hỏi một chút thực sự không thể bảo bọn hắn qua a à. Khủ khủ, nữ hài suýt chút nữa bị hù chết nói ba đại viện trưởng khoác lác còn gọi qua vị này đến cùng là ai a à? buồn cười mới vừa rồi nàng còn thái độ như thế thân thể nhoáng một cái gương mặt xinh đẹp trắng bệch không cần thứ này hữu dụng sợ nói nhiều chọc đối phương chán ghét vội vàng đưa lệnh bài trở về, đi ra quầy phục vụ. Mời đi theo ta. Mặc kệ đối phương mới vừa rồi nói thật hay giả, có thể một hơi lấy ra ba lệnh bài trưởng lão, thân phận đã không phải là nàng có thể đoán. Được, thấy lệnh bài trưởng lão thật hữu dụng, Trương Huyền gật gật đầu, cùng Ngụy Trường Phong theo sau lưng đi thẳng về phía trước. Không lâu sau, đi ra y sư tháp, tới trước một biệt viện rộng lớn. Đây chính là trụ sở của vư phó viện trưởng. Nữ tử chỉ Trương Huyền nhìn sang. Không hổ là chỗ ở của phó viện trưởng, so với biệt viện của Hồ Yêu Yêu còn rộng lớn hơn nhiều, trong đó có trận pháp bao phủ, thấy không rõ lắm, có điều có thể cảm nhận được, linh khí trong đó tinh thuần, nồng nặc, qua lại vây quanh, cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Đông đông đông, nữ tử tiến về phía trước một bước, gõ cửa. Kẹt kẹt, một trung niên đi ra. Tôn lão sư, hai vị này muốn gặp vư viện trưởng. Nữ tử vội nói. Chương 1438, thập diệp hoa 2. Gặp viện trưởng. Tôn lão sư nhíu mày, nhìn Trương Huyền một cái, phát hiện mình không nhận ra, lập tức rơi vào trên người Ngụy Trường Phong, ánh mắt sáng lên. Nguyên lai like là linh tài các ngụy các chủ tới, ta đi bẩm báo gia sư. Ngụy Trường Phong là cường giả thánh cảnh, là nhân vật nổi danh Hồng Viễn Thành, không ít người đều gặp đồng thời nhận biết. Ngụy Trường Phong nhẹ gật đầu. Tôn lão sư xoay người đi vào. Nữ tử ở một bên dọa đến suýt chút nữa ngồi dưới đất. Vừa rồi tên này đi theo sau lưng thanh niên, một câu cũng không nói, còn tưởng rằng là hạ nhân, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là linh tài các các chủ. Cường giả thánh cảnh làm hạ nhân, thanh niên này đến cùng là ai? Mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Tôn lão sư đi vào tiểu viện, rất nhanh vội vã tới gần, khẽ khom người. Hai vị, mời. Ân. Không để ý tới nữ tử kinh ngạc sắp ngốc mất. Trương Huyền nhấc chân đi vào. Vừa tiến vào tiểu viện, lập tức cảm thấy mùi thuốc xông vào mũi, linh khí nồng nặc, giống như gió lốc quanh quẩn ở bên tai, phát ra thanh âm nghẹn ngào. Linh khí hối minh, Trương Huyền sướng sờ. Loại tiếng vang này, không chỉ linh khí hình thành, mà là hội tụ vô số bảo vật, hình thành hỏa âm. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trong sân, là dược viên không lớn, chỗ linh khí hối minh đang ở trong đó, bên trong trồng đủ loại cây cối, muôn hồng nhìn tía, để người ta nhìn lên một cái, tinh thần liền sảng khoái. Đoạn âm thảo, nhất tiếu hoa, thất tâm lưu lan. Nơi này thế mà có nhiều thánh dược như vậy. Trương Huyền nhíu mày. Mặc dù dược viên này không lớn, chỉ có mấy trăm dược vật, nhưng từng cái cấp bậc không thấp, thậm chí thánh dược cũng thấy được mấy gốc. Ân, thập diệp hoa. Vừa đi về phía trước vừa quan sát, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Thập diệp hoa, dược vật thánh cấp hoàn toàn chín mùi, 10 lá cây nở rộ 10 đóa hoa màu sắc khác nhau, đối ứng ba hồn bảy phách của người, Ngụy Như Yên dùng thứ này tẩm bổ linh hồn, nhanh thì ba ngày, chậm một tuần, khẳng định có thể để cho nàng tỉnh táo lại. Thiếu gia, gốc thập diệp hoa kia, có thể hay không? Đang đang quan sát, Ngụy Trường Phong truyền âm, rất hiển nhiên, vị linh tài các các chủ kia cũng nhìn thấy bụi dược liệu này. Vì cứu chữa nữ nhi, hắn lý giải dược liệu cũng không yếu. Ân, gốc thập diệp hoa này có thể cứu con gái của ngươi, có điều, nếu như hoa nở mà nói, công hiệu sẽ mạnh lên không ít. Trương Huyền gật đầu, gốc thập diệp hoa này là trạng thái phiến lá, cách nở hoa còn có một đoạn thời gian. Nhưng Ngụy Như Yên khẳng định không đợi được, coi như không đạt tới công hiệu lớn nhất, cứu mạng còn có thể làm được. Nghe được thiếu gia xác nhận, Ngụy Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy kích động. "Lão sư, Ngụy các chủ đến rồi." hai người mới vừa nói xong, tiếng của tôn lão sư vang lên, lập tức liền thấy một lão giả ở cách đó không xa, khom người bón phân cho cây cối. Bộ dáng sáu, bảy tuổi, tròm dâu hoa dâm. Phía trước hắn là một đóa hoa đỏ tươi, phía trên hoa văn rõ ràng, mang theo vẻ yêu diễm, lão giả nhẹ nhàng đào đất, đổ vào một chậu chất lỏng đỏ tươi, chậm rãi lấp bùn đất về. Yêu huyết hoa, trương huyền nhíu mày, cây hoa này, hắn nhận biết, mặc dù cũng là dược vật thánh cấp, nhưng có rất ít người trồng. Không phải bởi vì đóa hoa không có tác dụng lớn, mà là nuôi dưỡng quá khó khăn. Bởi vì thứ này chỉ có máu tươi tẩm bổ, mới có thể sống sót. Nuôi một đóa hoa như vậy, ít nhất phải săn giết 10 con linh thú trở lên, cực kỳ đáng sợ. Xem ra niên kỷ của vị vư phó viện trưởng này không nhỏ. Mặc dù khó nuôi, nhưng công hiệu lại cực lớn, một khi thành thục phục dụng, có thể để người ta tăng huyết khí, kéo dài tuổi thọ. Vưu Phó viện trưởng tính tâm chăn nuôi, chỉ sợ chính là vì mục đích này. Nếu không, đường đường danh sư, làm sao có thể lao tâm lao lực nuôi dưỡng nó? Ân, khoát tay áo, lão giả cũng không xoay người, mà dẫm bằng mặt đất, lúc này mới rửa mặt rửa tay một cái, xoay người nhìn lại. Nghe qua đại danh của Ngụy các chủ, lúc này còn là lần đầu tiên gặp. Vưu Phó viện trưởng cười nhìn qua, tại hạ cũng sớm nghe nói vư phó viện trưởng am hiểu nuôi dưỡng dược liệu hôm nay gặp mặt quả nhiên mở rộng tầm mắt ngụy trường phong ôm quyền không tính là am hiểu gì chỉ là yêu thích mà thôi không biết ngụy các chủ đột nhiên đến thăm là có chuyện gì vư phó viện trưởng hỏi tất cả mọi người là cường giả thánh cảnh mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng nghe tên không cần thiết hàm xúc chưa từng gặp nhau đột nhiên đi tới muốn nói không có việc gì hắn khẳng định không tin. Vưu phó viện trưởng người sảng khoái nói chuyện cũng sảng khoái, tại hạ đến đây, quả thực là có việc muốn nhờ. Ngụy trường phong không người. Tại hạ muốn mua gốc thập diệp hoa kia của phó viện trưởng. Thập diệp hoa. Nhìn thoáng qua cây dược liệu phun ra nuốt vào linh khí trong viện kia, vưu phó viện trưởng lắc đầu. Thật không tiện, bụi dược liệu này không bán. Vẻ mặt của Ngụy Trường Phong quính lên. Tại hạ cầu bụi dược liệu này là vì cứu người, mong phó viện trưởng thành toàn. Ta đã nói không bán, Tôn Nguyên, tiến khách." Vưu phó viện trưởng khoát tay áo. "Vâng." Tôn lão sư Tôn Nguyên đi lên phía trước, khẽ khom người. "Hai vị, mời. Cái này." Ngụy Trường Phong vội mở miệng. "Ta biết vì tiện xin thuốc có chút đường đột, nhưng ta thật vì cứu người, giá cả bao nhiêu?" Phó viện trưởng cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể giao nổi, nhất định sẽ không tiếc audio điện tử võ tấn bền. Chương 1439, giá cả một. Không phải vấn đề giá cả, mà là những dược liệu này, lão sư không bán ra, mong được tha thứ. Tôn Nguyên khoát tay áo. Ngụy Trường Phong cắn răng. Chỉ cần đối phương bán ra, dù táng ra bại sản, mình cũng khẳng định mua sắm, nhưng người ta không bán, cũng không thể đoạt a. Không nói trước hắn chưa hẳn có thể là đối thủ, chỉ nói nơi này là danh sư học viện liền để hắn không dám có ý khác ta là vì cứu nữ nhi của mình nàng rất cần thánh dược ôn nhuận linh hồn mong vư viện trưởng thành toàn ngụy trường phong hít sâu một hơi quỳ dạp xuống đất ai nhìn thấy động tác của hắn trương huyền than thở vì nữ nhi hắn đã liên tục hai lần quỳ xuống đường đường cường giả thánh cảnh vì cứu nữ nhi tôn nghiêm gì cũng từ bỏ cái gì cũng có thể không cần cái này chính là cha mẹ đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ vì con cái cái gì cũng có thể làm cái gì cũng có thể từ bỏ loại thương yêu này đơn thuần mà vô tư vĩ đại mà nặng nề ta nói không bán coi như người quỳ chết ở đây cũng sẽ không thay đổi đi đi vẻ mặt phư phó viện trưởng không thay đổi khoát tay áo phư viện trưởng ngụy trường phong trướng đỏ bừng móng tay nắm đến trong thịt tất cả mọi người là cường giả thánh cảnh cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy không nghĩ tới quỳ xuống cầu khẩn, đối phương cũng không động. Thấy đối phương không cho thể diện, Trương Huyền lắc đầu, đang định tiến lên hỗ trợ khuyên mấy câu, liền nghe bên ngoài tiểu viện vang lên tiếng đập cửa. Đông 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 đông, Tôn Nguyên nghi ngờ nhìn thoáng qua, đi về phía trước, không lâu sau, một trung niên theo ở phía sau đi đến. Vưu viện trưởng, gia sư luyện đan cần một gốc hàm nguyên thảo thánh cấp. Trung niên nhân ôm quyền. Hàm nguyên thảo. Vưu phó viện trưởng nhẹ gật đầu. Tôn Nguyên, đi lấy cho Trác sư. Vâng. Tôn Nguyên gật đầu, đi vào dược viên, không lâu sau, liền lấy tới một thực vật màu xanh nhạt. Đa tả. Trung niên nhân gật đầu, cổ tay khẽ đảo, mấy viên linh thạch thượng phẩm xuất hiện ở trước mắt. Đây là tiền thuốc. Quang mang lấp lánh, không nhiều không ít, vừa vặn 10 viên. Vưu viện trưởng thu hồi linh thạch, trung niên nhân cầm dược liệu xoay người rời đi. Một trận giao dịch, không quá mấy phút. Vưu viện trưởng, không phải nói không bán sao, vì sao vị trác sư này tới, liền trực tiếp bán ra. Thấy đối phương tùy tiện mua đi, mà bản thân quỳ xuống cũng không bán, ngụy trường phong siết chặt nắm đấm, trên đầu toát ra gân xanh. Trương Huyền cũng nhíu mày. Nếu như nguyên tắc của đối phương là không bán, thì xem như hắn cũng không tiện nhiều lời, nhưng chắc sư tới, trực tiếp bán, nhưng đối với ngụy trường phong lại không bán. Đối đãi khác nhau, cũng có chút quá phận a. À. Lão sư của Trác sư là Đan viện Lục Phong viện trưởng, hắn mua là dùng để luyện chế đan dược cấp 6, tự nhiên sẽ bán, mà ngươi. Dường như chúng ta còn không có giao tình này, không phải muốn bán là bán. Vưu viện trưởng khẽ nói. Ta. Ngụy Trường Phong cắn răng. Quả thực, hắn cùng đối phương chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không có giao tình, đối phương bán cho ngươi là nhân tình, không bán cho ngươi là công đạo, quả thực không phải vấn đề tiền không thể nói như thế công hiệu lớn nhất của dược vật là cứu người thầy thuốc như cha mẹ không có khả năng bởi vì giao tình yêu ghét mà không để ý bệnh nhân do đó tử vong nữ nhi của ngụy các chủ ngàn cân treo sợi tóc chỉ có thập diệp hoa kéo dài tính mạng mong vư viện trưởng thành toàn trương huyền nhìn không được nữa tiến lên một bước ôm quyền nói chúng ta nói chuyện có phần ngươi chen vào sao ngươi là ai vư phó viện trưởng nhíu mày hắn là danh sư lục tinh, địa vị tôn sùng, lại thêm thân là y sư học viện phó viện trưởng, lúc nào bị người giáo huấn, huống chi là một thanh niên 20 tuổi. Tại Hạ Trương Huyền, là tân sinh năm nay mới vừa tới. Trương Huyền nói, ta còn tưởng là ai, nguyên lai người chính là Trương Huyền kia. Vưu phó viện trưởng sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh. Ta nghe qua ngươi, mặc dù được đám người mi viện trưởng, triệu viện trưởng coi trọng, nhưng mà ở trước mặt ta vẫn là vãn bối không có tư cách lên tiếng một tân sinh đi tới học viện không học tập cho giỏi ỉ vào mấy phần thiên phú khắp nơi rêu dao huyên náo người người oán trách quả thực có nhục danh tiếng của danh sư nếu là đệ tử của ta đã sớm trục xuất sư môn nói đến đây hắn nhìn về phía trương huyền lộ ra một chút khinh bỉ khoát tay áo được rồi thừa dịp tâm tình của ta còn không có hoàn toàn xấu lập tức rời đi nếu không đừng trách ta không khách khí không khách khí không sai tân sinh phải có bộ dạng của tân sinh liền phải tuân thủ quy tắc của tân sinh không biết tốt xấu không biết đại cục không tuân trưởng ấu không tuân thủ lễ nghi nếu như lại ở đây lải nhải ta không ngại thay lão sư ngươi giáo huấn ngươi một trận vưu phó viện trưởng chắp hai tay sau lưng hất ống tay áo thay lão sư ta giáo huấn ta không nói trước ngươi có tư cách này hay không cho dù có cũng không tới phiên ngươi. Thấy ngữ khí của đối phương bất thiện, đối với hắn ôm thành kiến rất lớn, Trương Huyền lắc đầu, tiến về phía trước một bước. Bôi nhọ danh tiếng danh sư, không phải ngươi định đoạt, mà từ danh sư đường cùng học viện quyết định. Lại nói, mặc dù nơi này là biệt viện của ngươi, nhưng cũng là tài sản chung của học viện, đuổi ta đi. Ngươi có tư cách này sao? Ta nhớ được. Trương 1440, giá cả hai. Nhẹ nhàng cười một tiếng, thân sắc của Trương Huyền lạnh nhạt nhìn qua. Ngươi, còn không phải viện trưởng a? Người khác kính hắn, hắn kính người khác. Mới mở miệng liền nhục danh tiếng của danh sư, trục xuất sư môn. Coi như tính khí của hắn khá hơn nữa, cũng có chút nhịn không được. Danh sư, nặng nhất thanh danh. Nguyên nhân chính là như thế, dù biết gió cứu chữa Ngụy Như Yên sẽ hao tổn linh hồn, nguyên thần bị hao tổn cũng sẽ không tiếc. Đối phương mới mở miệng liền rêu dao khắp nơi, trục xuất sư môn, tương đương với trần trụi nhục mạ, đã xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn. Làm càn, người có biết đang nói chuyện với người nào không? Không nghĩ tới một tân sinh lại dám phản bác, vư phó viện trưởng tức giận đến sắc mặt trầm xuống. Nói chuyện với người nào, ta tự nhiên biết, danh sư lục tinh vư hư, y sư học viện phó viện trưởng. Ta biết nói chuyện với ai, nhưng người biết mình đang nói chuyện với ai không? Sống lưng thẳng tắp, cả người như một cây trường thương, mang theo khí tức lăng lệ, trương huyền ngạo khí bức người. Tại hạ là khách quý của mạc đường chủ, nghi, triệu, vệ viện trưởng cầm trong tay ba lệnh bài trưởng lão, có hai đại chức nghiệp luyện khí sư lục tinh, kinh hồng sư lục tinh. Tùy ý vũ nhục ta, mở miệng uy hiếp, ta nhìn không phải ta làm càn, mà là ngươi đi. Tôn nghiêm của danh sư không thể nhục. Huống chi, hắn là thiên nhận danh sư. Ngươi, vưu phó viện trưởng hiếp mắt lại, sự tình của Trương Huyền, hắn nghe qua, vừa đến học viện, liền làm dư luận xôn xao, lão sinh tân sinh vỡ tổ không nói, lão sư tầm đó cũng thảo luận kịch liệt. Đối với loại người không tuân thủ quy củ này, bản thân hắn liền không thích, muốn giáo huấn một lần, cho cái dạo oai phủ đầu, không nghĩ tới, thế mà bị ở trước mặt phản bác. Đối phương nói không sai, cầm trong tay lệnh bài trưởng lão của ba đại viện trưởng, tương đương với những trưởng lão này đích thân tới, thật đuổi hắn đi, tương đương với không nể mặt bọn họ, quả thực không ổn thỏa. Mặc dù hắn cũng là danh sư lục tinh đỉnh phong, nhưng so với rất nhiều viện trưởng vẫn kém một bậc. Tại hạ mang theo thuộc hạ tới, chỉ là muốn mua thánh dược, có điều kiện gì, nói là được, đường đường danh sư lục tinh, nhưng nhằm vào cá nhân ta, tùy ý vũ nhục, nếu như ta báo chuyện này cho học viện, không biết học viện có thể điều tra hay không. Không để ý tới đối phương phẫn nộ, Trương Huyền hừ lạnh. Ngươi, ngươi rất tốt, không nghĩ tới bản thân nhất thời giận ngữ, bị đối phương bắt tay cầm, sắc mặt của vưu hư phó viện trưởng tái xanh. Danh sư coi trọng thân phận, đường đường danh sư lục tinh, không bán thì không bán, mở miệng vũ nhục một vị luyện khí sư lục tinh, quả thực làm trái phong độ cùng uy nghiêm của danh sư. Thật muốn báo lên học viện, trừng phạt lớn chắc chắn sẽ không có, nhưng nhắc nhở là tránh không khỏi, một khi truyền đi, làm không cẩn thận sẽ càng thêm mất mặt. Đã sớm nghe nói ra hỏa này quỷ dị cực kỳ, không nghĩ tới, nói cũng sắc bén như vậy. Biết tiếp tục đấu võ mồm với đối phương, làm không cẩn thận còn phải ăn thiệt thòi, Vưu Hư phó viện trưởng không dây dưa vấn đề này nữa. "Thập Diệp Hoa, là ta vất vả bồi dưỡng, nếu quả thật muốn mua, cũng không phải là không thể bán." Thấy hắn đột nhiên đổi giọng, Trương Huyền cùng Ngụy Trường Phong liếc mắt nhìn nhau, từng người nghi hoặc. "Nhưng giá cả sẽ cao chút." Vưu phó viện trưởng nói. "Mời nói." Ngụy Trường Phong ôm quyền Mặc dù không biết vì cái gì đối phương đột nhiên cải biến ý, nhưng có thể bán ra, dù sao cũng tốt hơn mua không được. Ta cần một gốc vân vụ hoa, nếu như ngươi có thể ở trong hai ngày, lấy tới cho ta một gốc, có thể trực tiếp đưa ngươi thập diệp hoa. Vưu phó viện trưởng nói, vân vụ hoa, trương huyền cao mày, mặc dù hắn là y sư tứ tinh, lý giải không ít dược liệu, nhưng chưa từng nghe qua loại thuốc này. Đang muốn hỏi một chút, đến cùng là cái gì? chỉ thấy sắc mặt của Ngụy Trường Phong trắng nhợt, thân thể run rẩy. người biết thứ này? Trương Huyền nhịn không được hỏi. Vân Vũ Hoa là một loại cây cối đặc hữu ở Vân Vũ lĩnh trong Hồng Viễn Sơn mạch, cũng không phải dược liệu. bỏ lá vào nước đun sôi sẽ sinh ra hơi nước nồng đậm, tựa như mây mù, cực kỳ đẹp mắt, là một loại lá trà chân quý. Ngụy Trường Phong nói: lá trà, dùng một gốc trà đổi lấy thập diệp hoa. Trương Huyền sướng sờ. Thập Diệp Hoa là dược vật thánh cấp, giá trị ít nhất 10 viên linh thạch thượng phẩm trở lên, dùng một gốc trà trao đổi. Có phần quá rẻ đi. Ân. Ngụy Trường Phong gật đầu, muốn nói cái gì, cuối cùng ngừng lại, mà ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Phó viện trưởng. Tốt, ta đáp ứng. Vậy là tốt rồi, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Vưu Phó viện trưởng nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay áo. Yên tâm chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định, đến lúc đó cho ta thập diệp hoa. Hít sâu một hơi, Ngụy Trường Phong siết chặt nắm đấm, lập tức gọi Trương Huyền một tiếng. Thiếu ra, chúng ta đi thôi. Thấy bọn họ thương nghị xong, Trương Huyền cũng không nhiều lời, hai người đi ra tiểu viện. Mới vừa rời đi, Tôn Nguyên nhịn không được nhìn về phía lão giả trước mắt. Lão sư, phân vụ lĩnh thánh thú tụ tập, coi như người tinh thông thuần thú như mi viện trưởng, thực lực lại mạnh mẽ tiến vào, cũng rất khó trở về. Người để ngụy các chủ đi hái vân vụ hoa, có phải quá nguy hiểm hay không? Nguy hiểm, ta đương nhiên biết nguy hiểm. Ngụy Trường Phong làm những chuyện kia, người cũng không phải chưa nghe qua. Loại gieo họa này, chết tốt nhất. Còn Trương Huyền kia, mắt không trưởng ấu, không biết tôn ti, cùng đi tốt nhất, không đi, cũng cho hắn biết, danh sư lục tinh. Không phải có thể tùy tiện đắc tội. Vưu Phó Viện trưởng cười lạnh chương 1441 là của ngươi. Một, vân vụ hoa này có vấn đề gì không? Đi ra biệt viện, trương huyền nhịn không được nhìn về phía ngụy trường phong cách đó không xa. Tên kia mới đầu không bán, đột nhiên lại bán, hơn nữa giá cả thấp như vậy, để hắn cực kỳ kỳ quái. Không có vấn đề gì, nhưng mà không dễ hái mà thôi, thiếu gia yên tâm, ta nhất định có thể tìm thứ này tới, cứu sống con gái của ta. Ngụy Trường Phong cười cười, trên mặt tràn đầy kiên định. Thật đơn giản như vậy, Trương Huyền không quá tin tưởng. Vưu phó viện trưởng này xem xét liền biết không phải người dễ sống chung, thật dễ dàng như vậy, vừa rồi sao không bán thập diệp hoa, lại dùng một gốc trả đến trao đổi. Thiếu gia không cần lo lắng, chỉ là khá phiền toái mà thôi, không có vấn đề quá lớn. Ngụy Trường Phong nói, cứu nữ nhi là sự tình của hắn, không thể để cho thiếu gia đi theo mạo hiểm. Mặc dù ở ngoài cửa không biết trong phòng xảy ra chuyện gì nhưng thiếu gia vì khôi phục nuốt một viên tiểu hoàn đan lục tinh vậy thì cho thấy hao tổn bao lớn có thể nói kinh khủng vì cứu nữ nhi của hắn thiếu gia đã trả giá nhiều như vậy làm sao lại để cho hắn lo lắng không có vấn đề tốt nhất nếu quả thật quá khó khăn sớm nói cho ta mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi nhưng thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có thấy đối phương không nguyện ý nhiều lời trương huyền bàn giao một câu đa tạ thiếu gia ngụy trường phong nhẹ gật đầu vân vụ lính cách nơi này có chút xa hai ngày hơi gấp rút ta trước chuẩn bị một chút liền đi ân nhanh đi trương huyền khoát tay áo mặc dù hắn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng tưởng tượng ngụy trường phong là cường giả thánh cảnh lại thêm thân là linh tài các các chủ tình cảnh gì chưa thấy qua nên không nghĩ nhiều nữa hô cáo từ trương huyền ngụy trường phong không ngừng lâu thân thể khẽ động bay về phía trời cao, thời gian qua một lát liền biến mất. Tốc độ phi hành của cường giả thánh cảnh cực nhanh, không cần linh thú, cũng có thể ngày đi vạn dặm. Được rồi, ta cũng trở về a. À. Thấy hắn rời đi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy mệt mỏi tràn vào trong đầu. Gặp hồ yêu yêu, nhìn kinh hồng thư tịch, đủ loại tu luyện, thành lập học hội, lại thêm cứu chữa ngụy như yên, sự tình liên tiếp, đã gần hai ngày hai đêm không ngủ giờ phút này cực kỳ mệt mỏi rời y sư học viện thẳng tắp đi đến khu tinh anh mới đẩy cửa đi vào chỉ thấy là thất thất hưng phấn tiến lên đón lão sư trương huyền hôn mê vì chiếu cố nàng chuyên môn làm một chìa khóa như vậy ra vào cũng thuận tiện tới rồi trương huyền gật gật đầu huyền huyền hội thành lập thời điểm thương nghị điều lệ chế độ liền để nàng về nghỉ ngơi gần đây đối phương một mực chiếu cố mình cũng tương đối vất vả lão sư, lúc sáng sớm hồ yêu yêu học trưởng liền đến. Lạc thất thất hạ giọng. Ân, Trương Huyền lên tiếng. Đêm qua, giáo huấn xong nhà đầu tự cho là đúng này, bảo đối phương ngày thứ hai đến đưa tin, xem ra coi như đúng giờ. Đi vào đại sảnh, quả nhiên thấy hồ yêu yêu đã đợi ở bên trong, không có cao ngạo cùng yêu diễm như trước đó, ngược lại nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo kính sợ. Chuyện ngày hôm qua, để nàng sợ. Cũng khó trách, tất cả thủ đoạn, thả ở trên người Trương Huyền, không có tác dụng gì không nói, còn bị hắc một quân, bị lão sư trách mắng. Lại thêm tu luyện qua nghề thường liên y vũ hắn sửa đổi, quả thực bất phàm, lại không biết tốt xấu, cũng không xứng xưng hô yêu nghiệt. Trương Sư Hồ yêu yêu đi tới gần, cắn răng, có chút khom người. Không hổ là nhân vật trên hoa khôi bảng, mặc dù chỉ là danh sư phục rất bình thường, nhưng nhất cử nhất động, đều cho người ta khí tức yêu mị, khiến người tâm động thần phi nhất là dưới quần áo, dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện, càng khiến người ta miên man bất định. Đối với những cái này, trương huyền không thèm để ý, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua. người có biết vì sao ta thu ngươi làm học đồ không? hồ yêu yêu gật đầu. trương sư là muốn ta nói ra vị trí chỗ ở cũ của ngô dương tử. nói xong liền không khỏi buồn bực. nàng là yêu nghiệt hội hội trưởng, thiên tài nổi danh học viện, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy làm học đồ một tân sinh như ngươi còn không tình nguyện suy nghĩ một chút cũng chóng mặt thật không biết tại sao trên thế giới lại có quái thai như vậy vốn nghị lực của nàng vô cùng lớn chỉ cần là nam nhân gặp qua một lần đều sẽ thân bất do so kỷ ngoan ngoãn nghe lời gặp phải vị này mới biết được chút nghị lực ấy của nàng ở dưới nhãn lực của đối phương khả năng không bằng một viên linh thạch thượng phẩm ân nói đi thấy nàng biết thân phận và địa vị của mình trương huyền hài lòng gật đầu nói không sai, thu nàng làm học đồ chính là ý tứ này. Nếu không, muốn ra hỏa tính khí cổ quái như vậy theo làm gì? Bản thân lại không thiếu hạ nhân. Chỗ kia ta nói, người cũng sẽ không tin tưởng, như vậy đi, trương sư muốn đi, hiện tại ta có thể mang các ngươi qua. Hồ yêu yêu không giấu giếm nữa, nói. Tốt, dẫn đường đi. Trương huyền khoát tay áo. Dù cực kỳ mệt mỏi, nhưng cách trời tối còn sớm, nếu như có thể tìm được, nhìn xem cũng tốt, đằng sau liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Ân, hồ yêu yêu gật gật đầu, đi ra tiểu viện. Gọi là thất thất, hai người theo sát phía sau. Ra danh sư học viện, vòng qua mấy con hẻm, đi không lâu sau, liền thấy một phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Rộng rãi bao la, sạch sẽ gọn gàng, mang theo uy nghiêm cùng khí thế, vừa nhìn liền biết bất phàm. Chính là ở đây, hồ yêu yêu ngừng lại. Cái này, trương huyền sướng sờ. Tiểu viện trước mắt, bức tường, gạch ngói, thậm chí lối kiến trúc trong đó, hầu như tất cả đều là mới, nhìn không ra bất kỳ di tích cổ xưa, đây là vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. Thật hay giả? Siêu cấp đại sư như Ngô Dương Tử coi như mất tích, phủ đệ tiểu viện cũng khẳng định có người chuyên môn chiếu cố, lưu lại dấu vết cùng phong cách trước kia để cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Chương 1442: Là của ngươi. Hai. Nhưng nơi này hoàn toàn là mới xây dấu vết gì cũng không có khó trách nữ nhân này tự tin chưa nàng ai cũng không tìm được coi như tìm đến cũng không thể tin được hai ngàn năm trước ngô dương tử tiền bối ở đây hồ yêu yêu gật đầu cái này đâu đâu cũng là mới xây không có một chút dấu vết làm sao ngươi xác định nơi này trương huyền nhịn không được nhìn qua ngay cả lạc thất thất cũng hiếu kỳ nếu như tìm nhầm bọn họ chẳng khác nào đi một chuyến uổng công. Cái gọi là ngô dương tử lưu lại bảo tàng, cũng thành lời nói xuông. Làm sao biết được, ta không tiện nói kỹ càng, có điều, toàn bộ hồng viễn thành, chỉ sợ chỉ có ta biết. Hồ yêu yêu cũng không giải thích. Được rồi, thấy đối phương không muốn nói, biết hỏi nhiều hơn nữa cũng vô ích, dù sao đã tìm được, hỏi nguyên do cũng không có ý nghĩa, lúc này Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn lại phủ đệ trước mắt. Đại môn sơn đỏ, như vừa mới thay đổi tản mát ra mùi sơn hai cửa đóng kín có thể nghe được bên trong có người đi lại thậm chí thanh âm thợ thủ công làm việc nhưng bên ngoài không ai thậm chí không có thủ vệ phủ đệ bình thường nhà lớn như vậy mặc kệ thân phận gì cũng sẽ có hộ vệ giữ ở ngoài cửa nơi này không có cái gì để người kìm lòng không được cảm thấy kỳ quái thật giống như không có người ở vậy có muốn ta qua gõ cửa hay không lạc thất thất nhìn qua Trước không cần. Trương Huyền lắc đầu. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đã. Đã biết nơi này là địa phương Ngô Dương Tử ở qua, bọn họ khẳng định phải vào đi tìm di tích, chưa nghĩ ra đối sách, trực tiếp gõ cửa, khiến người khác cảnh giác, đằng sau liền sẽ rất phiền phức. Còn không bằng trước hỏi thăm một chút, nhìn xem chủ nhân của phủ đệ là ai, lai lịch gì lại nói. Nhìn quanh một vòng, nhìn thấy cách đó không xa có quán trà, vừa vặn có thể nhìn thấy tòa phủ đệ này, Trương Huyền chào hỏi một tiếng, ba người đi vào. Mặc dù sát đường, nhưng đã tiếp cận sập tối, quán trà thanh tịnh và đẹp đẽ, không có người nào. Đi tới lầu 2, kêu một bình trà, nhìn về phía tiểu nhị đang thêm nước, Trương Huyền mỉm cười, tiện tay ném ra một viên linh thạch trung phẩm. "Tiểu nhị, ta có chuyện hỏi ngươi." Tiếp nhận linh thạch, con mắt tiểu nhị tỏa ánh sáng, vội vàng ôm quyền. "Vị công tử này mời nói, chỉ cần ta biết, sẽ biết gì nói nấy." Tòa phủ đệ đối diện kia, là nhà của ai? Thoạt nhìn thật không tệ. Trương Huyền chỉ về phía trước. Cái này, cái này cụ thể là ai? Ta cũng không rõ lắm, thường xuyên đổi chủ nhân. Ta ở đây hai năm, đã đổi ba lần. À, không, là bốn lần chủ nhân. Còn tưởng rằng sẽ hỏi hắn cái gì? Nghe nói như thế, tiểu nhị cười nói. Đổi bốn lần, làm sao? Nơi này phong thủy không tốt. Nghe được liên tục đổi chủ, Trương Huyền kỳ quái. Dĩ nhiên không phải, nơi này gần sát danh sư học viện, lại ở trên đại lộ, vị trí tốt không nói, làm sao có thể phong thủy không tốt. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Hai năm trước, ở là thương nhân, mua không đến 2 tháng, trong nhà trùng hợp xảy ra chuyện, buôn bán bị hao tổn, bị ép bán đi. Về sau hình như là một vị quan viên, chẳng qua cũng ở không dài, liền bị điều đi. Cuối cùng hộ gia đình này, ở hơn một năm, họ chịu, người cũng không tệ, thường xuyên qua uống trà, không biết nguyên nhân gì cũng dọn đi, trước mấy ngày mới bán, người vừa mua rất khí phách, nghe nói không những không trả giá, vì để cho hắn nhanh dọn đi, còn giao nhiều không ít. Hiện tại đang sửa chữa, hẳn là còn không có vào ở. Cụ thể là ai, bởi vì chưa hề đi ra, ta cũng không rõ ràng. Tiểu nhị nói, mới vừa mua, Trương Huyền sướng sờ. Trước đó nghe Tôn Cường nói, có một tiểu viện vị trí rất tốt, hắn vẫn muốn mua, kết quả còn không có thỏa đàm liền bị một vị thổ hào cướp đi không phải là cái này chứ người đi xuống trước đi lại hỏi vài câu phát hiện đối phương cái gì cũng không biết trương huyền khoát tay áo trong lòng triệu hoán thiên hùng thú để nó mang tôn cường tới lúc này mới tiếp tục uống trà cũng không lâu lắm thiên hùng thú liền bay tới tôn cường nhảy xuống lưng thú vội vàng tới gần thiếu ra người tìm ta tôn cường khom người ân tiểu viện đối diện là ngươi lần trước nói kia trương huyền hỏi vâng ta muốn mua sắm kết quả bị một người có tiền mua đi tôn cường quay đầu nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu vị trí này cùng mức độ phủ đệ rộng lớn đều rất thích hợp thiếu ra yêu cầu đáng tiếc trong tay bọn họ không dư giả không cạnh tranh lại đối phương nếu không tuyệt không có khả năng thả đi ngươi có biết tin tức cụ thể của người kia không trương huyền nói cái này ta không rõ ràng có điều chỉ cần đi thương hội giao dịch hỏi thăm, hẳn có thể điều tra ra. Suy nghĩ một chút, Tôn Cường nói. Phủ đệ bán ra, cần thương hội làm đảm bảo, ai mua, muốn điều tra, vẫn là rất dễ dàng. Người bây giờ giúp ta điều tra, cái phủ đệ này chủ nhân là ai, trong vòng một canh giờ, ta nhất định cần biết tin tức. Biết Tôn Cường trước kia chính là bán nhà cửa, đối với chuyện này tương đối lành nghề, Trương Huyền khoát tay áo. Vâng, Tôn Cường xoay người rời đi, đại khái qua nửa canh giờ liền trở về con mắt trợn tròn khắp khuôn mặt là kinh ngạc dường như có chuyện gì không thể tin được làm sao vậy thấy bộ dáng này của hắn trương huyền nhìn qua thiếu ra trong học viện mới của danh sư học sinh năm nay còn có người khác gọi trương huyền không tôn cường không có trả lời nhịn không được hỏi chỉ một mình ta trương huyền cau mày làm sao vậy ta bảo ngươi đi cha chủ nhân của phủ đệ này là ai, hỏi cái này làm gì. Ba vạn tân sinh, nếu có trùng tên với mình, khẳng định đã sớm biết, không đến mức chưa từng nghe qua. Nếu như không có người trùng tên, vậy. Tôn Cường hít một hơi, nhịn không được mở miệng. Tòa phủ đệ này, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là của ngươi. Chương 1443, Trịnh Dương thu đổ một. Của ta. Trương Huyền sững sở, chén trà trong tay khẽ vung, vẩy ra một mảnh nước đọng. Cái gì của ta? Vừa rồi ta đi thương hội chuyên môn hỏi thăm, thiếu gia cũng biết, trước kia ta buôn bán phòng ốc, đối với mấy cái này biết rất rõ ràng, chỉ chốc lát liền tra được chủ nhân của phủ đệ. Tên là Trương Huyền. Tôn Cường dường như cũng không tin được, tiếp tục nói. Ta rất kỳ quái, liền chuyên môn hỏi thăm chức nghiệp cùng thân phận của Trương Huyền này, lấy được trả lời là Tân sinh năm nhất của danh sư học viện, cho nên, ta hoài nghi trong tân sinh, có phải có người trùng tên hay không, nếu như không có. Hẳn là của thiếu gia ngươi. Cái này, Trương Huyền nháy con mắt, sắp choáng. Hắn chưa từng tới, càng không có tiền mua phủ đệ lớn như thế, thế nào lại là của hắn? Đổi lại trước kia, hắn cũng không xác thực trong tân sinh có phải có trùng tên hay không, nhưng hôm qua mới vừa thành lập học hội, ngón tay chạm qua danh sách tân sinh, đã hình thành thư tịch, vừa mới tra duyệt một chút, đừng nói cùng hắn trùng tên. Đồng âm sao âm đọc gần giống hoặc giống nhau cũng không có Đến cùng xảy ra chuyện gì Người hỏi thăm được chưa Tòa phủ đệ này là ai mua sắm Chủ nhân mua mua phòng ốc xuất hiện qua chưa Trương Huyền nhịn không được nói Tân sinh nam nhất chỉ có một Trương Huyền Như vậy thì khẳng định có người giả mạo bản thân đến mua phòng Nhưng mục đích làm như vậy là gì Ta hỏi thăm Nghe nói người mua phòng ốc chưa hề xuất hiện qua Nhưng mà họ tên đăng ký là cái này chỉ nói là chờ trùng tu xong chủ nhân này sẽ tới tiếp thu tôn cường cũng không hiểu ra sao càng nghe lại càng thấy kỳ quái tòa phủ đệ này hắn một lòng muốn mua kết quả không có mua được lúc nào đã về danh nghĩa thiếu ra cái này trương huyền cổ quái gặp qua mua đồ đưa lộn tiền chưa từng nghe nói qua mua phòng lại ghi sai tên là thất thất có phải ngươi hay không hắn nhịn không được quay đầu ở hồng viễn thành muốn nói nguyện ý vì hắn làm việc, bất kể đánh đổi, chỉ sợ cũng chỉ có học sinh này. Thế nào lại là ta, coi như ta muốn mua, cũng không có nhiều tiền như vậy. Lạc thất thất lắc đầu. Cũng phải. Trương Huyền cười khổ, tòa phủ đệ này, rộng lớn như thế, vị trí lại không tệ, giá trị ít nhất phải mấy chục viên, thậm chí mấy trăm linh thạch thượng phẩm, một lần cầm ra nhiều như vậy. Chỉ sợ học sinh lai lịch kỳ quái này của mình, cũng rất khó lấy ra. Cái kia có phải đám người Ngọc Phi Nhi hay không? Muốn nói ở Hồng Viễn Thành có năng lực như thế, đám người Ngọc Phi Nhi, hình viễn khẳng định có thể. Dù sao một vị là lục công chúa, một vị gia thế không nhỏ. Phi Nhi cùng hình viễn tiếp nhận tẩy cân phạt tủy, hiện tại đang bế quan tu luyện, tranh thủ giống như ta, mượn cơ hội đột phá quy nhất cảnh, sẽ không có công phu chơi đùa những sự tình này. Lạc thất thất lắc đầu. Mấy người bọn hắn có công phu này, khẳng định sớm đến thăm hỏi trương sư, không đến mức đến bây giờ còn không có lộ diện. Ngay cả thời gian bái phỏng cũng không có, làm sao có thể chuyên môn đi mua mua phòng ốc. Chơi đùa nhiều như vậy. Lại nói Ngọc Phi Nhi là bản thân của nàng, thật làm loại sự tình này, cũng không cần thiết giấu giếm nàng. Vậy sẽ là ai? Trương Huyền không hiểu ra sao. Mà Cao Viễn, mi trưởng lão tự nhiên càng không có khả năng. Đường đường danh sư lục tinh, tự trọng thân phận, coi như muốn giao hảo với mình, cũng có rất nhiều biện pháp, không có khả năng chuyên môn mua sắm một phủ đệ, tỉ mỉ trang trí, viết lên tên của mình. Trước mặc kệ, đối phương đã ghi tên của ta, liền khẳng định sẽ phơi bày thân phận, nếu không tiền không phải là mất trắng sao. Nghĩ một lát vẫn nghĩ không ra, Trương Huyền lắc đầu. Người này đã làm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ qua tìm mình, nếu không chẳng khác nào tiền mất trắng, nhưng hắn không tin có người đần như vậy, nguyện ý vung tiền như rác vậy lão sư bây giờ chúng ta còn vào sao lạc thất thất nhìn qua trước không cần vào đăng ký tên của ta chỉ cần trùng tu xong hẳn là không bao lâu liền sẽ đến tìm đến lúc đó quang minh chính đại vào miễn cho phiền phức trương huyền khoát tay áo đây là phủ đệ của hắn lúc nào đi tìm cũng được cũng không cần lén lút đi vào để cho người ta lo nghĩ tốn nhiều sức lực ân lạc thất thất gật đầu tôn cường người tìm đám người vương dĩnh Trịnh Dương trở về, tạm thời không cần đi tìm chỗ ở, lưu tâm tòa phủ đệ này nhiều một chút. Trương Huyền bàn giao. Vâng, thiếu gia. Tôn Cường gật đầu. Tốt, chúng ta về học viện trước đi. Biết chủ nhân của phủ đệ lại là mình, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, giao phó Tôn Cường xong, cùng lạc thất thất, hồ yêu yêu trở lại học viện. Vừa về tới chỗ ở, Trương Huyền lập tức khoanh chân ngồi xuống. Điều chỉnh trọn vẹn hai canh giờ, Lúc này mới cảm thấy mệt mỏi biến mất, lần nữa khôi phục. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đã sắp đến nửa đêm, màn đêm đen kịt như mực, nhuộm bốn phía thành đáy nồi, thời tiết có chút u ám, không có sao, lộ ra càng thêm âm u. Vừa vặn không có việc gì, đi y sư học viện nhìn sách. Một ý nghĩ xông ra, hiện tại trời tối như vậy, vừa vặn không có việc gì, không bằng đi y sư học viện nhìn sách, một khi thành công, cứu chữa ngụy Như Yên liền sẽ đơn giản hơn không ít chương 1444, Trịnh Dương thu đổ 2. Phu hồn ly thể, cũng không có gì có thể trần chờ tinh thần khẽ động, phu hồn từ lông mày tâm nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhanh chân bay vút về phía y sư học viện. Có kinh nghiệm từ vệ nhiễm tuyết, biết xem như phu hồn, cũng phải cẩn thận, nên đi không nhanh, hao tốn tiếp cận nửa canh giờ, lúc này mới đi đến lân cận y sư tháp. Tàng thư khố của y sư học viện ở vị trí này bởi vì ban ngày tới qua một lần chuyên môn nhìn kỹ vị trí lại tới liền lộ ra xe nhẹ đường quen thời gian không lâu đi tới gần tàng thư khố tàng thư khố nguy nga cao lớn tản mát ra khí thức đặc biệt cho người ta một loại hương vị nặng nề cùng trang nghiêm giống như kinh hồng viện tàng thư các cần học phần cùng thẻ học viên mới có thể tiến nhập trương huyền cũng không vội vã an tĩnh chờ ở bên ngoài y sư học viện khác kinh hồng học viện người sau nhân viên thưa thớt đọc sách cũng không nhiều cái trước thân là học viện bài danh thứ năm học sinh mấy vạn mỗi ngày ra ra vào vào sang đây xem sách không biết bao nhiêu chỉ cần chờ đợi khẳng định có cơ hội quả nhiên cũng không lâu lắm liền có người từ bên trong đi ra nhân cơ hội này một lần hành động chui vào đi vào phòng lập tức nhìn thấy vô số thư tịch bắt đầu đi nhẹ nhàng cười một tiếng trương huyền cũng không nói nhảm ánh mắt quét tới giá sách trong nháy mắt vô số thư tịch tới tấp đi vào trong óc. Trương Huyền trở lại học viện, bên Tôn Cường cũng đến chỗ ở. Chờ đến trời tối, chỉ thấy đám người Vương Dĩnh ủ rũ cúi đầu trở về. Ở lân cận danh sư học viện, muốn tìm được một phủ đệ thích hợp, quả thực rất khó, nếu không Tôn Cường không có khả năng nhiều ngày như vậy, cũng không thu hoạch được gì. Trịnh Dương Tiểu thiếu ra đâu, không phải cùng các ngươi chung một chỗ sao. Đang định nói cho mọi người, không cần tiếp tục tìm, đột nhiên tôn cường nhướng mày nhịn không được hỏi ba học sinh của thiếu gia vương dĩnh lưu dương đều đã trở về trịnh dương vẫn còn không thấy tung tích chúng ta cũng không biết buổi sáng sau khi ra cửa hắn liền tách ra chẳng qua không có gì hẳn là rất nhanh sẽ trở về lưu dương nói đúng vậy trịnh dương làm người cơ cảnh lại được lão sư chân truyền sẽ không có sự tình vương dĩnh cũng nhẹ gật đầu trong rất nhiều học sinh thân truyền của trương sư năng lực mạnh nhất là viên đào, thứ hai chính là trịnh dương, hắn ra ngoài không gieo họa người khác là tốt lắm rồi, làm sao sẽ thiệt thòi. Đang nói chuyện, chỉ thấy một bóng người đi trở về, không phải trịnh dương thì là ai. Cường thúc, đi tới gần, con mắt trịnh dương tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra hưng phấn. Người tìm được chỗ ở, nhìn bộ dáng của hắn, tôn cường nghi ngờ nhìn qua. Không có, nhưng mà gặp phải một việc, muốn thương nghị với cường thúc một chút trịnh dương vào đầu thương nghị với ta nói đi chuyện gì tôn cường hỏi trước đó trương huyền đã thông báo để mấy học sinh này nghe theo tôn cường an bài đám người trịnh dương đều xưng hô cường thúc là như vậy hôm nay ta đi ra ngoài gặp một gia hỏa muốn cùng ta học tập thương pháp ta muốn thu làm học sinh để hắn ở đây vài ngày không biết có thể hay không trịnh dương có chút lúng túng nói thu học sinh tôn cường chừng to mắt người vẫn là học sinh liền muốn thu học sinh đúng vậy thương pháp của người này cũng không tệ lắm có cơ sở nhất định ta tùy tiện chỉ điểm mấy lần để hắn rất hưng phấn nhất định phải bái ta làm thầy đưa cho không ít học phí ta cũng không tiện cự tuyệt trịnh dương do dự một chút nói hôm nay hắn ra ngoài tìm nhà vừa vặn gặp một ác bá nên tức giận ra tay giáo huấn người kia xong thanh niên này liền tìm tới nói muốn theo hắn học thương hơn nửa năm hắn một mực theo chương sư khổ luyện không ngừng sớm đã đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường nghe được có người muốn học nhịn không được chỉ điểm vài câu không nghĩ đến thanh niên này ngộ tính cực cao thế mà vừa học liền biết mặc dù thương pháp bản thân yếu chút may mắn cơ sở còn có thể lập tức để hắn sinh ra tâm tư thu đồ hiện tại hắn vẫn là học sinh không xuất sư muốn thu đồ phải cùng sư phụ thương nghị một chút sư phụ vắng mặt tự nhiên trưng cầu ý kiến của cường thúc cho học phí, cho bao nhiêu? Tôn Cường nhìn qua, đều ở nơi này. Trịnh Dương đưa tới một chiếc nhẫn. Tôn Cường nghi ngờ nhận lấy, chân khí nhúc nhích xem xét, con mắt lập tức trợn tròn. Hai vạn linh thạch trung phẩm, nhiều đan dược như vậy, đều là học phí hắn bái sư. Trong chữ vật giới chỉ, một đống lớn đồ vật, lại có hai vạn linh thạch trung phẩm, cùng không biết bao nhiêu dược vật. Tổng giá trị cộng lại, tuyệt đối không dưới 5 vạn linh thạch trung phẩm nhiều tiền như vậy chỉ cùng hắn học tập thương pháp trịnh dương này từ nơi nào bắt được thổ hào đúng vậy ta muốn thu chỉ là sợ lão sư không đồng ý mong cường thúc hỗ trợ nói ngọt hai câu trịnh dương có chút xấu hổ yên tâm đi nhiều học phí như vậy thiếu gia khẳng định sẽ đồng ý lại nói thiếu gia thân là danh sư tự nhiên cũng hy vọng truyền thừa của mình có thể phát dương quang đại không cần lo lắng tôn cường cười nói Cùng thiếu gia tiếp xúc lâu như vậy, tập tính gì hắn còn không biết. Chỉ cần giao đủ học phí, đừng nói thua một đồ đệ, coi như lại đến tám cái, cũng sẽ không nhiều lời. Chương 1445, Tiết chân Dương hăng hái một Vậy thì quá tốt rồi. Nghe được Tôn Cường nói lão sư không có vấn đề, Trịnh Dương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, tràn đầy hưng phấn quay đầu nhìn ra ngoài. Vào đi. Vâng. Nghe được hắn nói, Ngoài cửa có một thanh niên đi đến, tay cầm một chuôi trường thương, khí tức toàn thân ngưng tụ, như lợi kiếm phá không mà ra. Chừng 30 tuổi, trên mặt góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác cương nghị. Cương Thúc, Vương Dĩnh, Lưu Dương, đây chính là học sinh ta mới thu. Trịnh Dương nhìn mọi người giới thiệu. Học sinh Tiết Chân Dương, gặp qua chư vị. Thanh niên ôm quyền. Tiết Chân Dương, tu vi của ngươi dường như mạnh hơn Trịnh Dương không ít a. À. Vì sao bái hắn làm thầy?" Tôn Cường nhíu mày, mặc dù hắn không nhìn ra tu vi của đối phương đến cùng cao bao nhiêu, nhưng tuyệt đối vượt qua Trịnh Dương. Người mạnh như thế, vì sao phải bái một người trẻ hơn mười mấy tuổi làm thầy? Nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công, mặc dù tu vi của ta mạnh hơn Trịnh lão sư, nhưng lý giải thương pháp kém xa tiết tắc, có thể học tập hắn là vinh hạnh của ta." Tiết Chân Dương cung kính nói. Tiết Chân Dương này chính là danh sư học viện chân dương hội hội trưởng, gia hỏa muốn khiêu chiến trương huyền kia. Hắn một lòng muốn tu luyện lạc diệp thương pháp tới đệ thập trọng, mới rời học viện rèn luyện, trong lúc vô tình thấy được trịnh dương thi triển thương pháp. Mặc dù tu vi người sau kém xa hắn, nhưng lý giải thương pháp đã đạt tới cảnh giới nhân thương hợp nhất, uy lực kinh người. Hàn huyên vài câu, phát hiện hắn lý giải đối với thương pháp, càng đạt đến cảnh giới từ phức tạp về đơn giản, nhắm thẳng đại đạo, lúc này mới không nhịn được muốn theo học tập. Có thể đoán được, chỉ cần nghiêm túc học tập, hẳn là không bao lâu, liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ lạc diệp thương pháp đệ thập trọng, quét ngang trương huyền, một lần nữa chấn hương uy danh của chân dương hội. Danh sư học tập người thực lực thấp hơn bản thân, cũng không phải sỉ nhục gì, trái lại cực kỳ thịnh hành. Khổng sư cũng từng học tập người tu vi yếu hơn mình, đối với danh sư, đệ tử không cần không bằng thầy, thầy không cần hơn đệ tử mọi mặt, nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công chỉ như thế mà thôi cũng phải tôn cường nhẹ gật đầu làm quản gia của danh sư thiếu gia cũng là danh sư biết thế giới này tôn sùng sư đạo rõ ràng người sở trường liền có thể làm thầy trịnh dương nhận được thiếu gia thân truyền giảng dạy một tiểu nhân vật không biết tên cũng không tính là gì được rồi mấy ngày nay mọi người không cần đi tìm phủ đệ vẫn tu luyện như cũ đi trịnh dương nếu ngươi muốn dạy hắn thương pháp cũng được đến lúc đó ta sẽ giúp người báo cáo cho thiếu gia. Thấy tên này là chân tâm thật ý muốn bái sư, Tôn Cường không nói thêm lời. Ân, Trịnh Dương gật gật đầu, nhìn tiết chân Dương. Mấy ngày nay ngươi liền theo ta học tập cho giỏi, chờ học tốt, ta sẽ dẫn ngươi gặp sư phụ ta, lão nhân gia ông ta lý giải đối với thương pháp, lợi hại hơn ta gấp 10 lần. Đến lúc đó, đừng cho ta mất mặt. Vừa nói, trong mắt Trịnh Dương lộ ra vẻ sùng bái. Lão sư yên tâm, Ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho sư tổ thất vọng." Tiết Chân Dương gật đầu, trong lòng cũng tràn đầy kích động. Khó trách một mực nghe nói cao thủ ở dân gian, tùy tiện gặp phải một người, thương pháp liền lợi hại như vậy, còn có lão sư so với hắn lợi hại gấp 10 lần. Có thể theo bọn hắn học tập, đột phá lạc hoa thương đệ thập trọng, tuyệt đối không khó, thậm chí sẽ còn đi cao hơn, đến lúc đó, tuyệt đối có thể đánh Trương Huyền Hoa rơi nước chảy, cho hắn biết. Thương pháp chi đạo ai mới thật sự là vương giả ân hiện tại ta cùng vương dĩnh sư bá của ngươi đối luyện một chút ngươi thừa cơ nhìn xem ta vận dụng thương pháp trịnh dương lấy ra trường thương nhìn lại truyền thụ võ kỹ không chỉ có chiêu thức lĩnh ngộ trọng yếu nhất vẫn là đối chiến chỉ có đối chiến mới có thể phát huy kỹ xảo cùng năng lực của võ kỹ để cho người ta lĩnh ngộ càng sâu được hai mắt tiết chân dương tỏa ánh sáng vương dĩnh phiền toái hắn nhướng mày, trường thương rũi ra, nhẹ nhàng lắc một cái, phát ra thanh âm chói tai, thẳng tắp đâm tới vương dĩnh cách đó không xa. sư tỷ đệ bọn họ thường xuyên luận bàn, đối với chiêu số cùng thực lực của song phương hết sức quen thuộc. nhìn thấy thương này đâm tới, vương dĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, dừng bước, cả người tựa như huyễn ảnh, tránh thoát phong mang, nhắm mũi thương đá tới. hô, thôi ảnh tựa như điện, cả người vương dĩnh giống như hồ điệp xuyên hoa, rõ ràng đang thi triển võ kỹ nhưng cho người ta một loại cảm giác như thưởng thức cái đẹp, không gì sánh được. Thân pháp thật là lợi hại, thối công thật lợi hại. Con người co vào, thân thể tiết chân dương không tự chủ được run rẩy. Vị Vương Dĩnh sư bá này, tu vi kém xa hắn, nhưng lĩnh ngộ đối với thân pháp, thối công, coi như những lão sư võ ký ở học viện đều kém xa tít tắc. Thậm chí, lão sư hắn võ ký học viện viện trưởng Cần Trường Thanh, tựa hồ cũng thi triển không ra, đơn giản như vậy nhưng không có sai lầm chút nào nhắm thẳng vào đại đạo ảo diệu hô 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 rất nhanh hai người giao thủ xong xuôi tiết chân dương nhìn như si như say bất kể là thương pháp hay thân pháp thối công đều để tâm hắn sinh rung động bội phục không thôi trịnh dương người đã thu học sinh không bằng ta cũng cho ngươi chút huy phong thấy trịnh dương thu thương một bên lưu dương cười nói bọn họ đều là người trẻ tuổi tâm tính thiếu niên nhìn thấy đồng bạn thu học sinh, tất cả đều lòng ngứa ngáy khó nhịn. Được, chương 1446, Tiết chân Dương hăng hái 2. Trịnh Dương cũng không nói nhảm, trường thương như trường xà, lần nữa đâm qua Lưu Dương. Tiết chân Dương vội vàng nhìn về phía Lưu Dương sư bá. Vị sư bá này, tốc độ không nhanh, cước pháp cũng không lợi hại, xem ra không am hiểu thối công, nhưng song quyền như vũ khí, trịnh Dương lão sư công kích, còn chưa tới gần, liền có thể làm ra phán đoán, dùng quyền ngăn cản thương mang. Quyền phong gào thét, chân khí từ trong huyệt đạo phóng xuất ra, như rồng ngâm hổ gầm. Quyền pháp thật mạnh, cùng cấp bậc, viên cương am hiểu quyền pháp tới, chỉ sợ không qua một quyền. Tiết chân dương kích động đến thân thể có chút cứng ngắc. Vốn cho rằng, lần này đi ra, không biết phải đi bao lâu mới có thể trải nghiệm thương pháp chân ý, lĩnh ngộ võ ký cấp bậc cao hơn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới ra ngoài một ngày, liền gặp nhiều kỳ nhân như vậy. Mới vừa biết sư phụ cùng hai vị sư bá này, mặc dù thực lực không bằng bản thân, nhưng lĩnh ngộ võ kỹ tuyệt đối vượt xa rất nhiều danh sư của học viện. Thậm chí còn đáng sợ hơn một ít trưởng lão. Lợi Hải rất nhanh, lão sư cùng Lưu Dương sư bá tỉ thí xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiết Chân Dương cách đó không xa. Thế nào, có lĩnh ngộ gì không? Lão sư, hai vị sư bá tại hạ có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể không. Hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm cảnh kích động, tiết chân dương cung kính ôm quyền. Ồ, thấy hắn cẩn thận như thế, mọi người nhìn qua. Là như vậy, tại hạ có một tổ chức, trong đó có không ít thuộc hạ, cũng có trình độ và nghiên cứu võ kỹ rất cao, lão sư cùng hai vị sư bá có thể dạy cho bọn hắn mấy khóa hay không? Truyền thụ cho bọn hắn một chút võ kỹ kỹ xảo. Tiết chân dương vội nói. Giảng bài. Vương Dĩnh, trịnh dương liếc mắt nhìn nhau chúng ta không phải danh sư giảng bài như thế nào giảng bài cơ bản đều là danh sư làm mặc dù bọn họ lý giải võ kỹ cực sâu nhưng không có nghề nghiệp này giảng bài cho người khác khó tránh khỏi có chút khinh thường mặc dù mấy vị không phải danh sư nhưng lý giải đối với võ kỹ lại là rất nhiều danh sư không đạt tới chỉ cần ba vị giảng bài ta có thể để cho bọn họ giao nạp học phí tiết chân dương trần chờ một chút nói nếu như có thể để ba vị này giảng giải võ kỹ, những thuộc hạ kia tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, chân dương hội trở thành học viện đệ nhất học hội, ở trong tầm tay. Trương huyền mang tới sỉ nhục, cũng có thể giải quyết. Giao nạp học phí, các người có thể giao nạp bao nhiêu? Đám người vương dĩnh còn chưa mở miệng, một bên con mắt tôn cường đã sáng lên. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, hắn chịu trách nhiệm cuộc sống của mọi người, biết tầm quan trọng của tiền. Hiện tại thiếu gia kiếm lấy linh thạch đều không đủ mình tu luyện, chưa nói phải lo cho bọn hắn. Nếu như đám người Vương Dĩnh có thể thừa cơ kiếm ít tiền, thiếu gia khẳng định sẽ cực kỳ cao hứng, cũng vừa vặn có thể giải quyết khốn khó hiện tại. Cái này, ta sẽ để bọn hắn mỗi người giao nạp 100 viên linh thạch trung phẩm, ta có. Hơn 500 thuộc hạ, 5 vạn linh thạch trung phẩm, hẳn là có thể đủ gom góp đến. Tiết Chân Dương nói. Chân Dương hội là đại học hội nổi danh của học viện thuộc hạ có hơn 2.000 người, có điều thích hợp võ kỹ của ba người này, đoán chừng chỉ khoảng 500. 500 người, một người 100. Tôn Cường mắt sáng rực lên. Lần này, liền muốn hơn 5 vạn linh thạch trung phẩm. Như vậy đi, mỗi người 200 linh thạch, ta để bọn hắn không chỉ truyền thụ võ kỹ, còn giảng giải tu luyện cơ sở, người yên tâm, bọn họ giảng giải cơ sở cùng lý giải đối với tu luyện, tuyệt đối vật siêu giá trị. Trần chờ một chút, Tôn Cường nói tu luyện cơ sở. Tiết chân dương sướng sờ. Không sai, vương dính, người trước nói cho hắn vài câu, lấy phương pháp tu luyện tăng thọ cảnh đi. Tôn cường quay đầu nói. Vâng, vương dính gật đầu, suy tư một chút, đôi môi khẽ mở, chậm rãi mở miệng. Tăng thọ cảnh là hóa phàm đệ nhất trọng, đây là cơ sở của toàn bộ hóa phàm, tu luyện không thích đáng, sau này tiến bộ giảm bớt không nói, sẽ còn giới hạn thành tựu của một người mặc dù vương dĩnh nhìn sách không nhiều nhưng tiếp xúc chính là thiên đạo công pháp phiên bản đơn giản hóa lại thêm chương huyền tự mình giảng bài chỉ điểm lý giải đối với cấp bậc này hết sức kinh người chỉ nghe vài câu tiết chân dương liền kích động co giật khó tự kiềm chế loại phương thức tu luyện này từ cạn tới sâu đừng nói hắn xem như lão sư giảng bài lợi hại nhất của học viện đều kém xa tiết tác có thể nói loại phương thức tu luyện này đã nhắm thẳng vào đại đạo nhằm vào hạch tâm tu luyện để cho người ta nghe vài câu liền được ích lợi không nhỏ khó mà tự kiềm chế quá tốt rồi nếu như hội viên của ta nghe loại giảng giải này trước đó không đánh vững chắc cơ sở khẳng định có thể càng thêm vững chắc tu vi tiến bộ càng nhanh càng nghĩ càng kích động lần nữa nhìn về phía đám người vương dĩnh như nhìn một tòa bảo sơn mặc dù không biết dạng danh sư gì mới có thể dạy ra học sinh lợi hại như thế nhưng hắn biết lần này bản thân tuyệt đối là kiếm bộn rồi nếu để cho bọn họ đến giảng bài có thể đoán được người của chân dương hội không chỉ võ kỹ tăng nhiều tu vi cũng sẽ tiến nhanh đến lúc đó tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng học viên thỉnh cầu gia nhập chân dương hội nghiền ép trương huyền rửa sạch nhục nhã ở trong tầm tay ha ha trương huyền ngươi lấy cái gì đấu với ta con mắt tỏa ánh sáng dường như thấy được ngày mai chân dương hội huy hoàng trong lòng tiết chân dương la hét một tiếng cả người hăng hái sắp phát nổ trong con người đen nhánh, lộ ra cực kỳ tự tin. chương 1447, người không thể xảy ra chuyện. một Thế nào, dạng truyền thụ kiến thức căn bản này, đáng giá 200 linh thạch trung phẩm không? Thấy bộ dáng của hắn, Tôn Cường biết bị vương dĩnh giảng giải hấp dẫn, cười khanh khách nhìn qua. Đối với tri thức lý luận của lão gia cùng thiếu gia, hắn là cực kỳ tự tin. Lúc trước nhiều danh sư như vậy, đều quỳ ở dưới chân lão gia, Thuyết phục một tiểu gia hỏa không hiểu biết gì, còn không dễ như trở bàn tay. Giá trị, tuyệt đối giá trị. Tiết chân dương vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt, thuộc hạ của ngươi ở chỗ nào? Đám người vương dính, mỗi giảng bài một lần, mỗi người giao nạp 200 viên linh thạch trung phẩm. Người tốt nhất chuẩn bị kỹ càng trước, chúng ta lại đi, nếu không. Chuyện này coi như không có gì. Tôn Cường là người nào, thương nhân biển hình, đã ra giá, tự nhiên phải tranh thủ lợi ích lớn nhất mỗi một bài giảng 200 viên linh thạch trung phẩm. Miệng tiết chân dương co lại, lập tức nhẹ gật đầu. Được, danh sư trừ thân truyền hoặc giảng bài, hướng ra phía ngoài truyền thụ chương trình học, giá cả bình thường đều sẽ không ít, vương dĩnh sư bá, lưu dương sư bá. Trịnh Dương lão sư hiểu sâu sắc đối với tu luyện như vậy, một lần khóa mới 200 viên linh thạch trung phẩm, có thể nói cực kỳ tiện nghi. Lúc trước khổng sư sáng chế danh sư đường, mặc dù mục tiêu giáo hóa thiên hạ, người người như rồng, nhưng cũng không phải ai cũng truyền thụ. Bằng không, cũng không có khả năng chân truyền chỉ có 72 người. Nghe nói mới đầu mục đích của khổng sư, quả thực là hữu giáo vô loại, đáng tiếc sau đó có một học sinh lĩnh ngộ sai phương pháp tu luyện của hắn, kết quả dẫn đến vô số thiên tài tiếp nhận tri thức sai lầm của học sinh này, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lang băm lầm người, dung thầy lầm quốc. Cái gọi là đạo không thể vọng tiết, pháp không thể khinh truyền, chính là ý này. Do đó, mới có thân truyền giảng bài cùng dự thính về sau có cái gọi là tình nghĩa bán sư học sinh có rất nhiều phân loại danh sư tự nhiên cũng cần thu thủ lao vậy thì tốt lúc nào đi giảng bài người an bài đi thấy đối phương đồng ý tôn cường hài lòng gật đầu đang giàu không có tiền tên này liền đưa tới thật là một người tốt ha hát xem ra về sau thực sự nghèo mở lớp huấn luyện cũng có rất nhiều thu nhập tự nhiên là càng nhanh càng tốt trời vừa sáng lão sư cùng hai vị sư bá liền qua như thế nào tiết chân dương vội nói bắt lấy cơ duyên này chân dương hội nhất định sẽ bay lên tự nhiên là càng nhanh càng tốt càng sớm càng tốt trời vừa sáng không nghĩ tới đối phương vội vã như thế tôn cường tính toán một chút cũng được không tính là đại sự gì cùng lắm thì hừng đông hắn đi tìm thiếu gia hồi báo chuyện này một chút là được vậy thì tốt sáng mai chư vị liền cùng ta đi danh sư học viện. Nghe được đáp ứng, Tiết chân Dương hăng hái liên tục gật đầu. Danh sư học viện, tất cả mọi người sững sờ, tôn cường giật nảy mình, nhìn qua. Ngươi là, danh sư, đúng, Tiết chân Dương gật đầu. Cái này, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Còn tưởng rằng là gia hỏa từ nơi nào xuất hiện cái gì cũng không hiểu, không nghĩ tới lại là thiên tài của danh sư học viện thiếu gia cũng ở trong học viện bọn họ chạy tới dạy học có phải có chút không tốt hay không cường thúc làm sao bây giờ ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tới truyền âm cho tôn cường cái này sẽ không có gì đâu danh sư lại như thế nào danh sư bái phục ở dưới chân lão gia cũng không ít ngay cả mạc đường chủ cũng bội phục không thôi đi dạy học cho danh sư cũng không cần sợ hãi chỉ cần các ngươi nghiêm túc dựa theo nội dung thiếu gia giảng bài cho các ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Tôn Cường trần chờ một chút, cắn răng một cái. Hắn luôn là người không sợ trời không sợ đất, danh sư học viện lại thế nào. Là các ngươi mời chúng ta dạy học, lại không phải chúng ta đi tìm các ngươi. Vậy, bên lão sư kia, Vương Dĩnh có chút lo lắng. Bên thiếu gia ta sẽ nói, các ngươi cứ việc dạy học là được. Chỉ cần có thể kiếm tiền, thiếu gia hẳn là sẽ không nói cái gì. Tôn Cường nói, hiện tại đã thành quỷ nghèo, lại không có thu nhập, cũng không thể để bọn hắn uống gió Tây Bắc A. Thật vất vả gặp phải một tài thần, chịu hào phóng như vậy, nếu buông tha, liền thật là đáng tiếc. Chắc hẳn thiếu gia cũng có thể hiểu được. Được, vẫn luôn là lão sư chiếu cố chúng ta, chúng ta cũng nên làm vài thứ. Đám người vương dĩnh gật đầu, cả đám siết chặt nắm đấm. Cho tới nay, đều là lão sư chiếu cố bọn hắn, cho đủ loại vật tư tu luyện, hiện tại có cơ hội, cũng nên để bọn họ kiếm tiền hồi báo. Tốt, quyết định như vậy đi, đêm nay người trước nghỉ ngơi ở đây, ngày mai vương dính, trịnh dương theo người đi danh sư học viện. Thương nghị xong xuôi, Tôn Cường cũng không nói nhãm. Được, tiết chân dương hăng hái liên tục gật đầu. Hô, liên tục mấy canh giờ, Trương Huyền rốt cục khắc sâu toàn bộ thư tịch của y sư học viện vào trong óc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tìm một cơ hội, chuồn ra thư viện, trở lại chỗ ở thiên đạo y thuật, tinh thần khẽ động, rất nhiều thư tịch hội tụ vào một chỗ, rất nhanh tạo thành 6 bản thư tịch, đại biểu cho nhất tinh đến lục tinh. Bản thân hắn là y sư tứ tinh, phía trước nhìn hay không đều không quan trọng, trực tiếp cầm lấy quyển thứ năm. chương 1448, người không thể xảy ra chuyện. 2. Xoạt Nội dung trong thư tịch hóa thành một dòng lũ lớn, khắc sâu vào trong óc, Trương Huyền nhanh chóng học tập. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hoàn toàn hiểu quyển sách này. Lần nữa nhìn về quyển thứ sáu, hơn nửa canh giờ sau, cũng học tập xong. Sau khi học xong, lại dung nhập bốn bản trước vào óc, phát hiện cùng trước kia sửa sang lại có rất nhiều chỗ tương tự, cơ bản không khác quá nhiều. Hiện tại y thuật của ta, so với y sư lục tinh đỉnh phong chỉ mạnh không yếu. Học tập xong sáu bản thiên đạo y thuật, Trương Huyền thở ra một hơi. Hiện tại y thuật của hắn, coi như y sư học viện viện trưởng tới so chỉ sợ cũng kém xa đã đạt đến lục tinh đỉnh phong thậm chí so với một chút y sư thất tinh cũng không kém chút nào chứng bệnh của ngụy như yên y thuật tiến nhanh một lần nữa nhớ lại chứng bệnh của ngụy như yên suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nữ hài này là tiên thiên độc thể lại thêm bị hao tổn từ trong bụng mẹ thân thể cùng linh hồn đều đã đạt tới mức đèn cạn dầu cho dù hiện tại chịu ôn dưỡng linh hồn tẩm bổ thân thể cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn nhận được thập diệp hoa lại phối hợp vài dược vật gia tăng công hiệu hẳn là có thể để linh hồn của nàng khôi phục nhanh hơn một chút thập diệp hoa ở chỗ vư phó viện trưởng còn không có đạt tới hoàn thiện công hiệu sẽ kém không ít đổi lại trước kia không có biện pháp gì mà bây giờ y thuật gia tăng quân thần cân đối phối một chút dược liệu để công hiệu của nó tăng nhiều còn có thể làm được lại một đêm trôi qua Trương Huyền duỗi lưng một cái, đi ra cửa phòng, lúc này mới phát hiện trời đã sáng. Ánh nắng rơi vãi trong sân, chiếu ra một mảnh vàng rực. Lão sư, ăn bữa sáng xong, đang định đi ra ngoài, lạc thất thất lại đến. Ngươi tới thật đúng lúc, hôm qua ta có chuyện quên hỏi ngươi. Thấy nàng tới, Trương Huyền nhớ đến một việc, cười nhìn qua. Hôm qua tìm vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử, về sau biết được phủ đệ là của hắn, bị khiếp sợ tột đỉnh, lại quên một chuyện trọng yếu. Lão sư mời nói, lạc thất thất nghi ngờ nhìn qua. Ngươi nhưng nghe qua vân vụ hoa chưa? Trương Huyền hỏi, hôm qua thấy ngụy Trường Phong có chút cổ quái, hỏi nói không có việc gì, cũng không để ở trong lòng, bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng không đơn giản như vậy. Vân vụ hoa, lão sư nói là vân vụ hoa có thể sấy khô thành lá trà ở vân vụ lính. Lạc thất thất suy nghĩ một chút nói chính là cái này. Hắn không biết vân vụ lĩnh gì, có điều ngụy Trường Phong quả thực nói qua, hoa này có thể sấy thành lá trà, hương thơm sông vào mũi, mang theo mây mù, cực kỳ chân quý. Thứ này sinh trưởng ở trong vân vụ lính, thưa thất không nói, còn khó có thể ngắt lấy, coi như toàn bộ hồng viễn đế quốc, cũng không có mấy bụi, thậm chí hoàng thất đế quốc, cũng chỉ có thời điểm tiếp đãi sứ thần nước ngoài, mới có cơ hội sử dụng. Lạc thất thất suy nghĩ một chút nói ta cũng là nghe ngọc phi nhi nói qua một lần mới biết được thứ này ít ỏi như thế trương huyền sướng sờ nhíu mày người mới vừa nói khó để hái là có ý gì a à, vân vũ lĩnh là chỗ linh thú ở hồng viễn sơn mạch hội tụ vô số linh thú thánh thú tích tụ chỉ cần có nhân loại tiến vào liền sẽ gặp phải vây công cực kỳ nguy hiểm coi như thuần thú đại tông sư như mi viện trưởng cũng không dám vào sâu lạc thất thất nói do đó Nơi này cũng được xưng là nhân loại cấm địa. Nhân loại cấm địa. Trong lòng lộp bộp một chút, vẻ mặt Trương Huyền trở nên khó coi. Đúng vậy, thấy hắn biến sắc, Lạc Thất thất nghi ngờ nhìn qua. Làm sao vậy, lão sư? Nếu như một cường giả thánh cảnh đi vào ngắt phân vụ hoa, sẽ xuất hiện tình huống gì? Trương Huyền nhìn chằm chằm tới. Một thánh giả, cơ bản có đi không về. Hoàng thất của Hồng Viễn Đế quốc vì lấy hoa trà hầu như liên hợp hơn 10 vị thánh giả cùng một chỗ tiến đến hái, thậm chí không dám hái nhiều. Một người đi qua, có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao có thể sống sót. Lạc thất thất lắc đầu. Có đi không về, nguy rồi. Trương huyền nắm đấm siết chặt, lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nghe được phân vụ hoa, vẻ mặt của Ngụy Trường Phong sẽ khó coi như vậy. Xem ra, hắn biết nơi này nguy hiểm. Khó trách vưu hư kia, vừa mới đầu không bán, về sau nguyện ý lấy một gốc vân vụ hoa trao đổi. Nguyên lai like đánh là cái chủ ý này. Sắc mặt tái xanh, cả người như tích xúc cuồng phong bạo vũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. "Lão sư." Thân thể mềm mại của Lạc Thất Thất cứng đờ. Từ khi nàng biết vị lão sư này, người sau bất kể gặp phải chuyện gì, đều mặt không đổi sắc, thậm chí ban đầu ở địa cung, nguy hiểm như vậy, cũng thản nhiên đối mặt, mà bây giờ bộ dáng này, khẳng định phát sinh sự tình gì để hắn tức giận ta không sao. Trương Huyền lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía nữ đệ tử trước mắt. Vân Vũ Lĩnh ở nơi nào? Vân Vũ Lĩnh ở chính đông, đại khái cách hơn một ngàn dặm, quanh năm bị mây mù vây quanh, do đó gọi tên, rất dễ dàng tìm được. Lạc thất thất nói, người ở chỗ này chờ, ta đi một chuyến. Biết vị trí, Trương Huyền không ngừng nghỉ, thân thể nhoáng một cái, từ gian phòng vọt ra, tung người nhảy lên không chung. Cùng thời khắc đó, trong đầu kêu gọi, không lâu sau, tử dực thiên hùng thú liền bay tới, đạp vào lưng thú, thẳng tắp bay về phía đông. Ngụy Trường Phong, người đã hiểu chung, là thuộc hạ của ta, vậy ta quyết không thể để ngươi xảy ra chuyện. chương 1449, vì cái gì? một Tử dực thiên hùng thú bay cực nhanh, hơn một ngàn dặm, không dùng thời gian quá dài đã đến. Hồng Viễn Sơn mạch nguy nga liên miên, một ngọn núi to lớn bị mây mù bao phủ, mặt trời chiếu xạ ở phía trên, phản xạ ra hào quang bảy màu, từ xa nhìn lại, linh khí sao động, đủ loại chim thú bay lượn, tựa như tiên cảnh. Đây chính là vân vụ lính. Nhớ tới là thất thất giới thiệu, ánh mắt của Trương Huyền ngưng trọng. Còn chưa tới gần, liền cảm nhận được sơn mạch này linh khí nồng nặc, tựa như có một tụ linh trận tự nhiên đứng sừng sững ở trong dãy núi, không cần nghĩ cũng biết, bảo địa như thế, tất nhiên hội tụ vô số linh thú cường đại. Mau mau, biết ngụy Trường Phong có khả năng gặp phải nguy hiểm, Trương Huyền không ngừng chút nào, rất nhanh bay tới chân núi, thiên hùng thú giống như cảm nhận được vật gì đáng sợ, bất luận thế nào cũng không phi hành vào trong, đành phải để nó thủ ở chỗ này, một mình lên núi. Minh Lý Chi Nhãn Vận chuyển hồng trần đạp thiên bộ, cả người lơ lửng giữa không chung, nhìn quanh hai bên, tìm kiếm dấu vết. Vân vụ lĩnh chiếm diện tích mấy trăm dặm, phạm vi cực lớn, lại thêm đâu đâu cũng có mây mù bao phủ, tầm nhìn rất thấp, không có phương hướng tìm loạn, tìm một năm cũng tìm không thấy người ở đâu. Người cũng không tìm được, làm sao cứu người? Ân không lưu lại dấu vết. Quét một vòng, cái gì cũng không tìm được, Trương Huyền nhíu mày. Dựa theo đạo lý, đối phương mới đi qua không đến một ngày, chỉ cần lưu lại dấu vết, Minh Lý chi nhãn liền khẳng định có thể tìm được, nhưng mình quan sát kỹ, không có lưu lại chút dấu vết nào, chuyện gì xảy ra? Hẳn là Ngụy Trường Phong tận lực tiêu trừ. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền hiểu được, đi vào sơn mạch có rất nhiều thánh thú, một khi lưu lại dấu vết, rất dễ dàng bị bọn chúng phát hiện, theo dõi, từ đó rơi vào nguy hiểm. Ngụy Trường Phong tất nhiên biết những thứ này, cố ý tiêu trừ dấu vết lưu lại, lặng lẽ lên núi, một là tránh né tai mắt của rất nhiều thánh thú, thứ hai ẩn nấp bản thân, gia tăng an toàn. Này làm sao tìm? Trương Huyền cau mày, vốn cho rằng chỉ cần đối phương lưu lại dấu vết, mượn nhờ minh lý chi nhãn, tìm được rất dễ dàng nhưng cái gì cũng không có, làm sao tìm được? sơn mạch lớn như vậy, tìm loạn, không nói trước có thể cứu người hay không? ngay cả chính hắn có thể hay rơi vào trong đó ra không được, cũng chưa biết chừng. đúng rồi, đang xoắn suýt, tinh thần khẽ động, một tổ ong lớn cỡ quả bóng đá xuất hiện ở trong lòng bàn tay. thiên nghĩ phong xào, muốn nói tìm người, tìm vật, báo cáo tin tức, tên này tuyệt đối mạnh hơn hắn nhiều. hô thiên nghĩ phong mẫu xuất hiện ở trước mặt, mấy ngày không thấy, cả người nó gầy hốc hác, thân thể càng vặn vẹo giống như một cái bánh rán. Ngươi làm sao vậy? Trước đó thấy nó rất bình thường a hát, làm sao biến thành bộ dáng này? Con mắt của thiên nghĩ phong mẫu xoay loạn. Ta làm sao biến thành như vậy, trong lòng ngươi không có rõ ràng. Nhét ra hỏa lớn như tử dương thú vào trong phòng nhỏ của ta, ta là cứ thế mà bị phát thành như vậy, nếu không phải mạng lớn, có khả năng sớm đã chết giống. Mặc dù buồn bực, nhưng không dám bực tức, đành phải gầm nhẹ một tiếng. Được rồi, để ngươi đi ra, giúp ta dò xét phân vụ lính, ta muốn tìm người. Biết thời gian không nhiều, Trương Huyền cũng không nhiều lời, khoát tay áo. Hắn tinh thông thượng cổ thú ngữ, có thể câu thông với đối phương không có bất kỳ chướng ngại. Rất nhanh thiên nghĩ phòng mẫu liền hiểu ý tứ của hắn, nhẹ gật đầu, tại nguyên chỗ nhoáng một cái, há mồm phun ra một viên cầu ong ong ong. Viên cầu thấy gió liền dài, một lát sau phát ra một hồi phong minh, vô số thiên nghĩ phong bay ra, lặng yên không tiếng động bay về phía bốn phương tám hướng. Chủ nhân, lân cận không có dấu vết nhân loại. Mấy phút sau, thiên nghĩ phong mẫu nói. Không có. Trương huyền cao mày. Tiếp tục tìm kiếm lên núi, thuận tiện dò xét tình huống thánh thú bốn phía, một khi phát hiện, sớm báo cáo phạm vi. Coi như nơi này nhiều thánh thú, cũng khẳng định có phạm vi thuộc về mình, sớm biết, tiến hành lẩn tránh, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vâng, thiên nghĩ phong mẫu gật đầu, thông qua phương pháp đặc thù, liên hệ với thiên nghĩ phong. Lên núi, rất nhanh, thiên nghĩ phong mẫu nói ra linh thú giải rác bốn phía, trương huyền thở phào nhẹ nhõm. Phạm vi chân núi, tu vi cao nhất chỉ là đạp hư cảnh, không có thánh thú. Biết những cái này, sớm tìm được lộ tuyến an toàn, trương huyền mang theo thiên nghĩ phong mẫu, lặng lẽ bay lên núi. Chủ nhân, phía trước hình như có dấu vết chiến đấu. Đi tới một hồi, thiên nghĩ phong mẫu truyền âm. Có thi thể hay không? Trương Huyền nhìn qua. Không có thi thể của con người. Biết hắn lo lắng cái gì, thiên nghĩ phong mẫu gật đầu. Mang ta đi xem một chút. Vẻ mặt của Trương Huyền nghiêm túc. Trương 1450, vì cái gì? Hai. Được. Thiên nghĩ phong mẫu chỉ rõ phương hướng, Trương Huyền lặng lẽ bay đi, không lâu sau, quả nhiên thấy một chỗ có dấu vết chiến đấu. Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, quan sát thật kỹ. Đại khái ở năm, sáu canh giờ trước. Cùng hắn chiến đấu hẳn là ba con thanh âm thú, loại linh thú này, mặc dù chỉ có quy nhất cảnh, thực lực không mạnh, nhưng cái mũi cực kỳ linh mẫn, hẳn là người được khí tức của hắn, theo dõi đến, tránh cũng không thể tránh, lúc này mới ra tay. Mấy thanh âm thú này, đều bị hắn một đòn mất mạng, có điều, còn cuối cùng, trước khi chết gầm rú một tiếng, Ngụy Trường Phong dưới tình thế cấp bách mới đập nát đầu lâu của nó. Mặc dù chém giết, thanh âm lanh lảnh của thanh âm thú hẳn là để không ít linh thú phát hiện. Rất nhanh cho ra phân tích, chỗ này chiến đấu, bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh, không có bao lâu thời gian, nhưng chiến đấu bắt đầu, linh khí sao động, tương đương với bại lộ vị trí, tất sẽ khiến linh thú khác, thậm chí thánh thú chú ý. Còn muốn đi sâu vào, phiền phức không nhỏ đi bên này. Phân tích xong chiến đấu, mắt Trương Huyền sáng lên, tìm được một tia dấu vết ngụy trường phong lưu lại, nhanh chóng đuổi theo. Không thể không nói, vị linh tài các các chủ này, quả thực rất thông minh, biết hành tung dò dỉ, lựa chọn một sơn đạo chật hẹp trèo lên. Nơi này chỉ có một con đường, coi như muốn đánh lén, muốn vây công, cũng rất khó làm được, lại thêm linh thú hình thể to lớn, nhân loại khá nhỏ, ẩn núp cũng tương đối dễ dàng. Nhưng cũng có thiếu hụt rất lớn, chính là một khi bị phát hiện, tương đương với bị nhốt vào trong lồng, coi như muốn chạy trốn, cũng không thể nào. Dọc theo sơn đạo đi về phía trước, đi không xa liền phát hiện không ít linh thú bị đánh chết. Quy nhất cảnh, đạp hư cảnh, tầm phong cảnh. Cấp bậc linh thú càng ngày càng cao, chiến đấu cũng càng ngày càng thảm liệt, đi một hồi, thế mà thấy được một con bán thánh. Là hắc diện thiết hùng, bị chấn vỡ đầu, mất mạng tại chỗ. Xuất hiện bán thánh cấp, đằng sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Vẻ mặt hắn càng ngày càng ngưng trọng. Còn chưa đi đến giữa sườn núi liền gặp bán thánh, nương theo chém giết càng nhiều, dẫn tới thánh thú càng lợi hại, coi như ngụy Trường Phong là cường giả thánh cảnh, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Tăng thêm tốc độ. Sợ đối phương xảy ra vấn đề, Trường Huyền tăng thêm tốc độ, cũng không biết là linh thú, thánh thú cao cấp bị ngụy Trường Phong thu hút đi hay nguyên nhân khác, lại thêm thiên nghĩ phong mẫu sớm dự cảnh, trên đường đi hắn ngược lại không gặp phải nguy hiểm gì nhưng nương theo càng đi càng sâu da mặt cũng khiêu động càng lợi hại rất nhanh ngừng lại trước một chỗ dấu vết chiến đấu cây cối bốn phía đều bị dư âm chiến đấu đạp bằng lan tràn vài trăm mét nham thạch trong sơn đạo cũng có rất nhiều bị chém thành hai khúc hóa thành bột mịn tóm lại chung quanh cực kỳ hỗn độn là ba con hắc vĩ hồ tòng thánh cấp minh lý chi nhãn lấp lánh phân tích khung cảnh chiến đấu một lần Trương Huyền mặt trầm như nước. Hắc Vĩ Hồ Tòng Thánh cấp, mặc dù thực lực không bằng Ngụy Trường Phong, nhưng loại sinh mạng này giàu hoạt cơ cảnh, am hiểu đánh lén, nhìn dấu vết chung quanh, Ngụy Trường Phong rõ ràng bị thương. Xoay người chảo trên mặt đất một cái, một mảnh vỡ quần áo xuất hiện ở trong lòng bàn tay, phía trên dính đầy vết máu. Đây là một canh giờ trước. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Biết cách thuộc hạ của mình càng ngày càng gần, tăng thêm tốc độ tiếp tục lao về phía trước đi không bao xa lần nữa phát hiện dấu vết chiến đấu càng thêm kịch liệt hai linh thú thánh giả cấp nằm trên mặt đất đã tắt thở mà trong miệng một đại gia hỏa đang ngậm một cánh tay máu tươi tựa hồ còn đang tí tách là cánh tay của hắn lông mày trương huyền nhảy loạn cánh tay này hắn nhận biết chính là của ngụy trường phong ở đây bị linh thú thánh cấp đánh lén cánh tay bị cắn đi dù chém giết đối thủ nhưng bị thương nặng chỉ sợ đã đi không được bao xa lại tìm một vòng, phát hiện không chỉ cánh tay lưu lại, còn có máu tươi khắp nơi, xem ra ngụy trường phong bị thương cực nặng. Cái tên này, đây không phải liều mạng sao, thực hái không được vân vụ hoa, chúng ta có thể nghĩ những biện pháp khác. Vẻ mặt trương huyền khó coi, đã gặp phải thánh thú thực lực tương đương, biết rõ làm khó dễ liền thôi, tìm không thấy vân vụ hoa, có thể nghĩ những biện pháp khác, vì cái gì liều mạng như vậy. Như vậy sẽ chết, người chết, coi như hái được phân vụ hoa thì có ích lợi gì? nhanh chóng đi về phía trước, lại đi vài trăm mét, lập tức nhìn thấy trên vách tường trong sơn đạo một thanh trường đao cắm vào nham thạch, phía trên máu tươi dày đặc hẳn là vừa mới chém giết một thánh thú. trên đường đi thấy không ít linh thú bị đao đánh chết, trương huyền đã sớm biết vũ khí của ngụy trường phong là một chuôi trường đao tuyệt phẩm, vội vàng đi tới gần, đưa tay nhổ xuống, gãy mất, rút đao ra, lúc này mới phát hiện chuôi trường đao này đã cắt thành hai đoạn như bị lợi khí gì chặt đứt nham thạch chung quanh càng có tươi máu nhuộm đỏ lộ ra cực kỳ dữ tợn vũ khí là tính mạng của một võ giả đao bị chém đứt ngụy trường phong đến cùng gặp cái gì cúi đầu nhìn quanh một vòng thân thể nhoáng một cái nhặt lên một cọng lông thánh giả nhất trọng đỉnh phong hồng vượn thú mặt trương huyền như đáy nồi ở đây phát hiện lông tóc của hồng vượn thú há không nói rõ Ngụy Trường Phong gặp thánh thú lợi hại như vậy. Ngụy Trường Phong, tu vi bản thân chẳng qua thánh giả nhất trọng trung kỳ, ngay cả hậu kỳ cũng không có đạt tới, gặp phải thánh giả nhất trọng trung kỳ cũng rất khó chiến thắng, gặp phải đỉnh phong căn bản không chống đỡ được. Linh thú cùng cấp bậc, thánh thú bởi vì hình thể, sức chiến đấu mạnh hơn danh sư cùng cấp bậc, chớ nói chi là võ giả bình thường. Lần này hắn là thật nguy hiểm, chỉ sợ rất khó sống sót. Trương Huyền nhịn không được nhìn về phía trước, tràn đầy lo lắng. Chỉ cần vào tới trước, lấy thực lực của hắn, chạy trốn hẳn là có thể làm được, tổn thương như thế lớn, đến cùng vì cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1450.